Lớp mình bật màn hình lên ạ. Nghĩ lớp mình bật lớp mình chỉ còn hai buổi lý thuyết nữa thôi là mình sẽ kết thúc môn. Và như vậy thì ngày 11 tháng 11 là buổi học cuối cùng của cô sẽ dạy, còn tuần sau thì cô Ngọc sẽ dạy các bạn. Và trong cái buổi ngày 11 tháng 11 đấy thì mình sẽ thi kiểm tra một cái bài kiểm tra lý thuyết online giữa kỳ và để lấy điểm. Thì lưu ý các bạn này, trong cái bài kiểm tra đấy thì rút kinh nghiệm và lớp sang làm mặt, thì chúng tôi đã kiểm tra toàn khóa xong. Trong câu hỏi mình chỉ có 20 câu hỏi thôi, và 20 câu hỏi đấy mình sẽ thi trong 10 phút. Các bạn sẽ được cộng thêm 2 phút nữa để các bạn điền những thông tin về họ tên của mình, rồi là gì ạ, lớp, rồi cái phần đấy là phần mã sinh viên. Vâng, với yêu cầu bạn phải điền đúng, vì khi mà các bạn trả bài thì sẽ trả theo chung. Thí dụ có 90 bạn thi thì trên Google biểu mẫu đấy nó sẽ đầy đủ 90 bài hoặc là không đủ. Đủ hay không đủ đấy là do cái thời gian các bạn. Vì khi giáo viên người ta chỉ yêu cầu có 12 phút thôi, nhưng các bạn trả lời phút thứ 13, 14 thì có thể nó không nhận, hoặc là nó có nhận thì sau này mình sẽ bị trừ điểm. Ví dụ như vậy. Nhưng nếu như các bạn điền không đúng, ví dụ chúng tôi yêu cầu các bạn điền gì ạ, họ tên trước, xong đến lớp, xong đến mã sinh viên, thì như các bạn lại điểm lệch. Ví dụ chẳng hạn các bạn lại điền mã sinh viên trước, xong đến lớp, họ tên, và như vậy thì lúc mà các bạn lọc điểm ạ, vì lọc tất cả những cái máy nó làm theo lệnh, theo lệnh. Ví dụ chúng tôi đặt là gì ạ, họ tên này, xong đến lớp, xong đến mã sinh viên, thì cứ đúng như vậy thì nó sẽ lọc. Ví dụ như Giang Hà Mặt hôm nay thì rõ ràng là tổng số thi là 140 bài, nhưng mà chia ra các số lớp đấy là chỉ còn 131 bài thôi. Thì điều đấy thì là gì ạ, như vậy là thiếu 9 mạng. 9 mạng đấy chắc chắn là do các bạn điền sai lệnh. Bài thì vẫn đủ ạ, bài thì fix kiểm tra với nhau là vẫn đủ rồi, nhưng do các bạn điền sai lệnh cho nên lúc mà chia ra các lớp thì chắc chắn là bị thiếu. Vâng, tất nhiên là với lần đầu thi thì chúng tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, vì lần đầu tiên bộ môn tổ chức thi online, kiểm tra online trên Google biểu mẫu. Và cái phần mềm này các bạn lưu ý là phần mềm free ạ, chứ mình không có một cái phần mềm xịn như các bạn thi hết môn. Tuy nhiên thì free nhưng nó vẫn rất đầy đủ, không thiếu bài của bạn nào cả. Vâng, kể là trên đấy hiện rõ thời gian đổ bài các bạn. Tuy nhiên thì nó sẽ bị mất, sau khi mình thi khoảng 3 tiếng nó sẽ mất. Vâng, mặc dù là trong cái thời gian 3 tiếng đấy có thể một số bạn vẫn còn đường link, vẫn gửi bài, nhưng mà gì ạ, mình sẽ bị trừ điểm. Mình bị trừ điểm vì làm sao ạ, mình đã vi phạm cái thời gian, cái điều đấy thì chắc chắn rồi ạ. Đó, cho nên bạn lưu ý nhé. Và như vậy thì việc các bạn mà điền không đúng cái lệnh của cái câu hỏi trên cái phần câu hỏi đấy thì lúc mà lọc bài sẽ bị thiếu. Ví dụ như hôm nay Giang Hàm Mặt thì bị thiếu 9 bài, nghĩa là có 140 bài nộp thì đã xác nhận, cô với trò đã xác nhận rồi. Nếu như gửi chung thì tất cả những bạn có mặt trong cái buổi thi đấy các bạn đều công nhận rồi, nhưng tách ra lớp thì 9 bạn, mà như vậy tôi đang thu hồi 9 điểm đấy, 9 bạn đấy. Thì cô có làm được việc đấy không ạ? Hoàn toàn là làm được, thì cô có danh sách. Tuy nhiên cô sẽ không có làm việc đi dò điểm 9 bạn đấy, vì chắc chắn là lỗi tại các bạn, do các bạn đặt sai lệnh theo yêu cầu của bộ câu hỏi, cho nên là sẽ không nhảy vào những cái phần điểm các lớp. Và như vậy thì chắc chắn sẽ trừ điểm cho nhớ ạ. Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Và như vậy là gì, mỗi một lỗi sẽ trừ đi 0,5 điểm, cũng như là mỗi một bạn nộp bài muộn 1 phút sau thời gian quy định cũng sẽ bị trừ 0,5 điểm. Đấy ạ, đây là có những cái quy tắc thi trước khi vào kiểm tra tôi cũng sẽ nói hết, nên bạn lưu ý như vậy. Nên là tại sao mà tôi muốn các bạn phải ghi rõ đầy đủ là gì, họ tên, xong đến lớp, xong đến mã số sinh viên. Còn đối với việc vào học thì đề nghị các bạn sẽ ghi về việc họ tên và lớp, để tránh cái trường hợp mà những người ngoài vào phá quấy lớp, tự nhiên các bạn sẽ bị mất bài. Giống như một lần các bạn, chính là bạn lớp buổi chiều này đấy ạ, mình đã bị mất cái bài rồi ạ. Và mất phải cả đến 1/5 cái buổi hôm đấy. Và như vậy là cũng rất là khó chịu cho cả cô và trò. Nên lưu ý các bạn như vậy. Ngày hôm nay thì mình học hai bài. Bài thứ nhất là bài hóa sinh hóc môn, bài thứ hai là bài trao đổi mối nước. Rồi đi ở bài đầu tiên là bài hóa sinh hóc môn. Và hiện nay là lớp mình sẽ có 97 bạn. Thì trong đấy thì có một bạn Phạm Quốc Khánh thì ca sáng sinh dùng ca chiều. Có hai bạn thì bạn Ngọc Hà của YK03, bạn Minh Thái YK03 thì sáng đã xin học rồi. Đấy là về cái sĩ số học sinh. Còn những bạn nào vào sau cái điểm thời gian này coi như là sẽ bị muộn, vì đã được 10 phút rồi đấy. Về mục tiêu bài này
Thì mình có hai mục tiêu. Các bạn có nghe thấy rõ không các bạn? Thì nhà tôi hôm nay hàng xóm nó lại đang sửa nhà nhưng mà nó hơi bị ồn. Hơi tính mà. Trương Hồng Quân này. Trương Hồng Quân đi ca 2504 đi vào học muộn thêm. Nếu như lúc nào các bạn nghe không rõ thì nghĩ các bạn nói nhé. Hôm nay tôi dậy ở nhà thì bên này hàng xóm của tôi người ta đang sửa nhà. Thực ra các bạn nghe thấy tiếng búa đập chát đấy. Mặc dù tôi đóng cửa rồi nhưng nhà tôi không có cửa kính cách âm là có thể các bạn vẫn nghe thấy. Thì mục tiêu thì mình sẽ có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là trình bày được phân loại và cơ chế tác dụng của hormone. Mục tiêu thứ hai là trình bày được tên, cấu tạo và tác dụng của các nhóm hormone. Nhưng trên thực tế thì chỉ có ba nhóm hormone chính đó. Đấy là hormone tuyến tụy, hormone tuyến giáp và hormone tủy thượng thận. Còn tất cả những nhóm hormone còn lại trong cái slide mà cô giáo gửi cho các bạn ấy, các bạn đọc tham khảo. Tuy nhiên trong cái phần tham khảo đấy có một vài phần sẽ đưa vào câu hỏi thì đến cái phần đấy thì cô sẽ nhấn mạnh hơn. Còn tập trung chủ yếu là ba hormone tuyến giáp, hormone tủy thượng thận và hormone tuyến tụy. Giờ mình sẽ đi một số nét đại cương thế nào là hormone. Thì lưu ý các bạn là gì? Hormone bản chất đấy là những chất hữu cơ, có nghĩa là thành phần cấu tạo nó có thể là gì? Acid amin, có thể là peptide, có thể là protein và có thể là nhóm lipid. Và nó được sản xuất với một lượng rất nhỏ nhưng tác dụng hoạt động vô cùng lớn. Và ngoài ra thì một số hợp chất hữu cơ thì cũng được coi như là hormone. Tuy nhiên thì nó không được tiết ra được các tuyến nội tiết. Nó được tiết ra từ một số tế bào và nó cũng đổ vào tuần hoàn tác dụng lên các cơ quan đích. Và đối với các tuyến nội tiết thì nơi chủ yếu là tiết ra các hormone. Sau khi tiết ra hormone xong thì hormone đấy sẽ đổ thẳng hệ tuần hoàn. Và người ta nói rằng nó không có ống tiết, có nghĩa là gì ạ? Những hormone đấy nó sẽ di chuyển trong máu và nó sẽ đến các tế bào để mà gì ạ? Tác dụng lên các tế bào, phát huy tác dụng của nó, điều khiển hoạt động của các tế bào. Chính vì như vậy thì sao ạ? Nó muốn điều khiển được hoạt động của các tế bào thì bắt buộc là có một cái cơ chế kìm hãm nó bằng cách là gì ạ? Muốn vào được bên trong tế bào hay muốn điều khiển được tế bào thì nó phải gắn vào cái chất nhận biết của nó và cái chất nhận biết để gắn hormone đấy. Người ta gọi đấy là các receptor. Và receptor đấy người ta thấy rằng gì ạ? Gắn đặc hiệu ái lực cao với hormone. Và sau khi gắn rồi thì nó sẽ điều khiển các hoạt động bên trong tế bào. Và một số hormone thì do nó bản chất cấu tạo của các chất hữu cơ đấy là gì? Là nhóm lipid. Một số cái axit amin, cái khả năng tan trong nước nó bị kém. Ví dụ như là dị hormone tuyến giáp thì dẫn xuất của axit amin nhân thơm tyrosine thì cái khả năng tan trong nước rất là kém. Và máu của mình là 80% là nước. Chính vì như vậy, khi nó di chuyển trong máu thì nó cần một chất vận chuyển. Nhưng lưu ý các bạn là gì ạ? Các protein vận chuyển đấy nó chỉ như là cái ô tô mang thôi ạ. Thì nó không điều khiển hoạt động của các hormone và nó cũng không phát ra bất kỳ một cái tín hiệu nào trong quá trình vận chuyển các hormone đấy. Tuy nhiên thì gì ạ? Sau này các bạn học lên đến năm thứ năm ạ thì sẽ học rất là nhiều các chuyên khoa lẻ. Thì khi các bạn đi về ung thư thì các bạn lưu ý là gì ạ? Kể cả các cô vận chuyển hoặc là các receptor hoặc là các hormone thì do cái sự bất thường của tế bào nó có thể là gì ạ? Thay đổi cái chức năng của nó thì protein vận chuyển lúc đấy thì không chỉ gắn với hormone và chính sự thay đổi nồng độ của nó sẽ liên quan đến một số cái ung thư của cơ thể, đặc biệt là hormone tuyến giáp đấy ạ. Vâng, thì cái phần đấy thì thời gọi là tương lai khi các bạn học lên năm thứ năm. Nhưng lưu ý các bạn là gì ạ? Với một cơ thể bình thường thì một số hormone do nó không có khả năng hòa tan ở trong nước và máu của mình, 80% là nước. Thế cho nên làm sao các bạn? Khi mà di chuyển trong máu, nó sẽ nhờ các protein vận chuyển. Và một cái cơ thể bình thường thì protein vận chuyển thì nó như là một cái ô tô thôi. Nó chỉ mang hormone thôi, chứ nó không có phát ra tín hiệu gì, nó cũng không điều khiển được hoạt động của hormone. Đấy là một số khái niệm. Và như vậy thì gì? Cái hoạt động hormone này nó được điều khiển rất là chặt chẽ thông qua hệ thống thần kinh và nội tiết. Vâng. Và cái sự điều hòa đấy theo nhịp sinh học điều hòa ngược có thể âm tính hay gặp nhất nhằm đảm bảo nồng độ hormone theo nhu cầu. Nghĩa là gì các bạn? Nồng độ hormone mà đủ rồi thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ feedback lại gì? Vùng dưới đồi. Đấy là nơi đầu tiên hệ thống thần kinh điều hòa toàn bộ hệ thống hormone. Hoặc là nó sẽ kích thích vào vùng gì? Tuyến yên. Hoặc là khi tuyến yên làm sao các bạn? Nó sản sinh ra đủ các chất nội tiết rồi để cho đích của nó là các tuyến nội tiết nhỏ trong cơ thể thì nó sẽ feedback lại vùng dưới đồi và không yêu cầu không tiết ra các hormone nữa.
Tuy nhiên thì cái tác dụng âm tính này thì chủ yếu nhưng vẫn có thể gặp các tác dụng dương tính, nhưng mà nó chỉ trong một giai đoạn nhất định thôi ạ. Dương tính có nghĩa là luôn luôn có khả năng để kích thích các tuyến trên chỉ huy để tiếp tục tiết ra các hormone. Ví dụ như là gì, hormone LH, một hormone của tuyến yên, gây tăng tiết estrogen, một hormone sinh dục nữ. Và khi mà estrogen nó đủ thì nó lại kích thích tuyến yên để tiết tiếp tục LH để làm sao các bạn, để kích thích khả năng rụng trứng của nữ, và đấy là về điều hòa theo thần kinh và nội tiết, và chủ yếu là theo nhịp sinh học hay theo hoạt động của cơ thể, và chủ yếu là điều hòa ngược, cũng là đủ rồi thì nó sẽ feedback lại cái cơ quan sản sinh ra nó ngừng không hoạt động sản xuất nữa. Đấy là về hoạt động. Và vùng dưới đồi thì luôn luôn đóng vai trò trung tâm trong hệ thống gì, điều khiển hormone thần kinh nội tiết, và nó tiết ra 7 chất. Thứ nhất là hormone giải phóng tích vỏ thượng thận, CRH, và nó kích thích tuyến yên sản xuất ra ACTH. ACTH sẽ kích thích tuyến thượng thận. Hormone kích áp giác trạng tố tiết ra TLH, và TLH đấy sẽ kích thích tuyến yên tiết ra TSH. Tương tự như vậy, hormone tăng trưởng, hormone ức chế tăng trưởng, hormone giải phóng tăng trưởng, hormone giải phóng prolactin, hormone ức chế prolactin, hormone giải phóng kích thích hoàng thể tố và kinh năng tố. Nhưng các bạn lưu ý hộ cô là hai cái hormone của cô bôi chữ màu đỏ đây ạ, oxytocin và vasopressin, thì các bạn lưu ý cho cô hai hormone này thì do vùng dưới đồi tiết ra, nhưng nó lại được đổ vào thùy sau của tuyến yên, và trong quá trình bệnh lý đấy thì phần lớn là những cái bệnh lý liên quan đến tuyến yên và tuyến dưới của tuyến yên thì liên quan đến hai hormone này. Bản thân vùng dưới đồi thì rất ít khi mà liên quan đến sự tiết ra hai hormone này, và mặc dù là do vùng dưới đồi sản sinh ra nhưng nó lại được tính vào hormone của thùy sau tuyến yên, tức là oxytocin và vasopressin. Vâng. Đây ạ, vùng dưới đồi thì kích thích tuyến yên tiết ra gì? ACTH, vỏ thượng thận, TSH, tuyến giáp, FSH, LH là gì ạ? Tử cung, buồng trứng, GH là hormone tăng trưởng, prolactin, PRNL liên quan đến tiết sữa trong thời kỳ người mẹ mang thai, oxytocin thì liên quan đến co tử cung trong thời kỳ có thai nhi và cũng liên quan đến vấn đề gì? Tiết sữa của người mẹ mới mang thai, ADH thì là gì ạ? Hormone của vùng dưới đồi nhưng đổ vào thùy sau của tuyến yên, và nó tác dụng lên gì, thận để tham gia gì, tái hấp thu nước, và có tác dụng gì, cô đặc nước. Và các bạn lưu ý là gì, khi nồng độ những hormone này nó đủ ở trong máu rồi thì nó sẽ gì, feedback lại vùng dưới đồi để yêu cầu vùng dưới đồi làm sao các bạn không tiết ra các hormone nữa. Và hoặc là gì ạ, khi mà các hormone của tuyến yên này kích thích vào các tuyến này, tuyến đích của nó, thì khi mà đủ rồi thì nó lại feedback lại tuyến yên để yêu cầu không bài tiết nữa. Tuy nhiên bạn lưu ý hộ tôi cái tuyến giáp này, tuyến giáp thì gì ạ, nó bị gì ạ, cái hormone của tuyến yên và cái vùng dưới đồi tiết ra TRH nó sẽ kích thích tuyến yên tiết ra TSH, và TSH đấy thì gì các bạn, nó sẽ kích thích tuyến giáp sản sinh ra hormone tuyến giáp. Tuy nhiên bạn nhớ cho cô này, khi mà hormone tuyến giáp mà đủ rồi thì nó lại không lại feedback lại TSH, mà nó lại gì, feedback đến vùng dưới đồi và yêu cầu không tiết ra hormone TLH nữa. Chính vì như vậy thì đối với tuyến giáp thì nó hơi rắc rối một chút. Có nghĩa là cái vòng mà tác dụng của nó thì gì các bạn, ngắn. Còn một số cái tuyến khác thì làm sao các bạn? Thì là gì, chủ yếu là gì, nó sẽ feedback lại cái tuyến trực tiếp, nhưng mà đối với tuyến giáp thì phần lớn là gì ạ, nó sẽ tác động vào vùng dưới đồi chỉ một phần rất nhỏ thôi, nó sẽ tác dụng lên cái tuyến yên để yêu cầu liên quan đến nồng độ TSH. Vâng, thì là về tuyến giáp thì mình sẽ học kỹ hơn phần bài học môn tuyến giáp. Bây giờ về phân loại, các bạn lưu ý cái bảng này thì các bạn cũng sẽ kiểm tra đấy ạ. Phân loại hormone thì có hai cách phân loại. Cách phân loại thứ nhất là theo cấu tạo hay là theo bản chất các chất tạo, và cách phân loại thứ hai là theo cơ chế tác dụng. Vâng, giờ mình sẽ đi vào phần theo cấu tạo trước. Theo cấu tạo thì các bạn lưu ý hộ cô là gì ạ? Theo cấu tạo thì hormone được chia ra làm 4 nhóm chính. Vâng. Hormone thượng thận và sinh dục. Nhóm thứ hai là gì ạ? Hormone dẫn xuất của axit amin. Nhóm thứ ba gồm có hormone tuyến giáp và tủy thượng thận. Nhóm thứ ba là hormone gì, dưới đồi, tuyến yên và tuyến tụy. Và nhóm thứ nhất là bản chất của nó là nhóm steroid, có nghĩa là dẫn xuất từ lipid. Cái nhóm thứ hai là dẫn xuất từ các axit amin. Vâng.
Cái tuyến giáp thì là từ gì? Từ acetamin thì các bạn, tyrosine. Còn cái tùy thượng thận đấy là xuất phát từ acetamin, đấy là gì? Phenylalanine. Còn peptide là protein, là toàn bộ những tuyến khác còn lại là dưới đồi, tuyến yên và tuyến tụy. Còn một cái nhóm mà tôi ghi cái chữ bình thường là nhóm eicosanoid. Vâng, thì nhóm này là dẫn xuất từ axit béo, đây là axit acidonic, là một cái nhóm mà tạo nên nhóm lipid tạp, nằm trong nhóm lipid. Bạn giờ vào cái phần lipid ra các bạn xem, thì nhóm hormone này người ta gọi đấy là nhóm hormone tại chỗ, có nghĩa là nó được tiết ra trực tiếp ở tế bào. Ví dụ prostaglandin thì nó có ở các tế bào, và đặc biệt là ở thận. Và leukotriene thì nó liên quan đến chức năng hoạt động của bạch cầu. Thrombosan thì nó cũng có trong bạch cầu, và đặc biệt liên quan đến quá trình đông máu ở trong cơ thể. Và như vậy thì nó tiết ra ở nơi nào thì nó tác dụng trực tiếp lên cái phần đấy, chứ nó không sang các phần khác. Vâng, đấy là theo cấu tạo. Thì chủ yếu là bốn nhóm, nhưng ba nhóm đầu tiên đóng vai trò chính, nhóm sau thì đóng vai trò phụ thôi ạ. Tuy nhiên thì gì ạ? Cái việc mà hoạt động hormone ấy ạ, thì chủ yếu là liên quan đến cơ chế tác dụng của nó, hay nó liên quan đến các thụ thể nhận biết nó. Vì theo cái đại cương chung, hormone thì được tiết ra với một cái nồng độ rất là thấp, nhưng mà cái hoạt động của nó lại vô cùng lớn. Chính vì như vậy thì để ngăn chặn nó thì phải có chấp nhận nó, hay nói cách khác là muốn cho nó có khả năng vào tế bào hay không, phải có các thụ thể. Hay tương tự như là gì các bạn, khi các bạn muốn đến nhà tôi thì hạn gì ạ, nhà tôi khóa thì nhà tôi phải luôn luôn là khóa cửa, đúng không ạ? Và mặc dù nhà tôi có đầy người trong nhà, tôi chỉ mở cửa ra khi tôi nhận các bạn là gì, là người quen. Tuy nhiên có một số người là gì ạ, ví dụ trong nhà tôi có người ở trong nhà, nhưng cái người ở trong nhà nhà tôi là ông bà già, và ông bà già thì đương nhiên là sao các bạn, lại là những người yếu ớt, không thể khả năng chống lại những người xấu. Và như vậy thì gì ạ, ông bà thì sao, chị nhận những cái thông báo thông qua cái việc khe cửa. Và hormone cũng tương tự như vậy, có những hormone nó sẽ được vào bên trong tế bào, có nghĩa là nó thân quen với cái màng tế bào, hay thân quen với các thụ thể rồi, hoặc là các thụ thể nó nằm trong tế bào và nó cho phép mày làm sao ạ, mày cứ vào nhà tao đi. Còn sau đấy mày có muốn tác dụng hay không thì gì ạ, thì tao phải cho phép thì mày mới tác dụng, vì vào trong tế bào mày cũng chẳng làm gì được tao cả. Và người ta gọi rằng là nhóm hormone đấy là hormone có thụ thể nằm trong tế bào. Và thuộc về nhóm này là hormone bản chất hóa học là steroid, hormone tuyến giáp. Tại sao thì mình sẽ nghiên cứu sau. Nhóm thứ hai thì gì các bạn? Đến tế bào rồi, mặc dù biết mày là quen đấy, nhưng mày cứ đứng ở ngoài đã. Vâng, đứng ở ngoài để tao kiểm tra xem là mày vào đây với mục đích gì. Vâng, phá hoại hay là tăng cường những cái hoạt động tích cực. Nhưng dù mày có tăng cường các hoạt động tích cực bên trong tế bào, thì mày cũng chỉ truyền được tin thông qua cái lỗ khóa thôi, thông qua cái việc lời nói của mày thôi, chứ mày không thể vào bên trong tế bào được. Và hormone đấy người ta gọi là hormone có thụ thể gắn ở màng tế bào, và thuộc về nhóm này là hormone peptide và dẫn xuất của gì, acetamin. Vâng, và chính vì như vậy thì gì ạ, mình sẽ đi nghiên cứu xem là theo cơ chế tác dụng, hormone có thụ thể nằm trong tế bào tác dụng như thế nào, và hormone có thụ thể gắn ở màng tế bào thì tác dụng như thế nào. Vâng, rồi chị đi nghiên cứu tác dụng của hormone sinh dục. Mình sẽ đi nghiên cứu tác dụng của hormone sinh dục nữ estrogen. Thì lưu ý các bạn là gì ạ? Hormone sinh dục nữ này bản chất của nó là gì? Là steroid, nhóm lipid. Vâng. Và như vậy thì các bạn là gì? Lipid bạn biết rồi, nó không có khả năng làm sao các bạn hòa tan ở trong nước. Và máu của mình 80% là nước. Chính vì như vậy thì khi được tuyến sinh dục sản sinh ra thì hormone này nó sẽ gì ạ, lưu thông trong máu, nhưng bắt buộc phải cần chất vận chuyển. Và chất vận chuyển đấy là chủ yếu là các protein được cơ thể sinh ra dùng để vận chuyển các hormone này, và nó sẽ gắn lỏng lẻo vào các chất vận chuyển, tạo ra phức hợp hormone protein di chuyển được trong huyết thanh, như bạn nhìn thấy trên hình cô vẽ đây. Và khi đến tế bào sinh dục thì các bạn lưu ý là gì, cái nó sẽ rời khỏi cái protein vận chuyển, và nó sẽ rất dễ dàng chui qua màng tế bào. Và người ta thấy rằng vì có lẽ là do vì estrogen bản chất đấy là nhóm lipid, và màng tế bào chủ yếu đấy là gì các bạn, hai lớp phospholipid. Vâng, chính vì như vậy nó có thể gì, thân thiết và gần gũi về mặt cấu tạo hóa học, cho nên nó dễ dàng lọt qua được màng tế bào. Tuy nhiên khi vào trong màng tế bào rồi thì bắt buộc nó phải được các receptor hay các chất nhận biết cái estrogen này nó tiến đến nó nhận,
thì nó mới gắn lại về thành hormone receptor, và sau cái thời gian ngắn đấy thì nó sẽ hai cái này nó mới hoạt hóa cho nhau. Ví dụ như là gì ạ, các bạn vào trong lớp rồi gì ạ, mình sẽ tự nhiên có bạn nam mà nó hợp thì đầu tiên chỉ là hơi hợp thôi đúng không ạ, sau gần khi hợp hẳn rồi như là gắn chắc rồi thành một đôi uyên ương thì chắc chắn làm sao các bạn, làm sao nó sẽ tác động với nhau. Vâng, nếu như mà tác động tốt, nếu như mà hoạt hóa tác động tốt thì nó gì ạ, à xin lỗi các bạn, không phải là tốt, dù là tác động hợp tác tốt hay là xấu thì nó cũng hoạt hóa cho nhau và nó sẽ chui vào bên trong tế bào. Nếu như mà tốt thì nó sẽ giúp tăng sinh, và tăng sinh bằng cách là gì, nó sẽ gắn vào nhân của tế bào và nó sẽ gì ạ, tạo ra các ELA thông tin, và ELA thông tin này nó sẽ ra ngoài bào tương để điều khiển các protein mới và chủ yếu là các enzyme then chốt. Còn nếu như làm sao các bạn, nếu như mà tác động xấu thì nó sẽ cũng kích thích để sản sinh ra tăng sinh tế bào, và đây cũng có lẽ đây cũng là nguồn gốc để tạo ra các khối u ở trong cơ thể. Và như vậy thì để đơn giản hơn thì mô hình hoạt động các bạn thấy rằng gì ạ, khi mà nó kết hợp với receptor tạo nên phức hợp hormone receptor, phức hợp hormone receptor này nó sẽ hoạt hóa và nó vào bên trong nhân, nó sẽ điều khiển cái nhân tạo ra các ARN thông tin và ra ngoài bào tương để sinh tổng hợp các protein mới. Và người ta thấy rằng gì ạ, bản chất của nó là sinh tổng hợp các protein có hoạt tính hay là các enzyme then chốt của tất cả các phản ứng của cơ thể. Và bốn đặc điểm tóm tắt của nhóm hormone này: thứ nhất là không tan trong nước, cần protein vận chuyển; thứ hai là gì ạ, tự do qua màng lipid của tế bào và màng nhân; thứ ba là gì ạ, chất truyền tin thứ hai của nó, các bạn lưu ý nhé, chất truyền tin thứ hai đấy là phức hợp hormone receptor, vì truyền tin thứ nhất đấy là gì, hormone rồi, nên là gì, chất truyền tin thứ hai là phức hợp hormone receptor. Và mục đích là sau khi hoạt hóa cho nhau nó sẽ kích thích nhân tạo ra các phân tử protein mới, phần lớn là các enzyme trong các phản ứng then chốt của cơ thể. Đấy là bốn đặc điểm của nhóm hormone. Đầu tiên là nhóm hormone gì ạ, bản chất là steroid và tuyến giáp. Tại sao? Vì tuyến giáp là được gì, dẫn xuất của tyrosine. Tyrosine là một nhân thơm vòng benzen 6 cạnh. Bản chất vòng benzen là gì, cái khả năng tan trong nước của nó rất là kém. Chính vì như vậy thì cơ chế tác dụng của tyrosine, hay nói cách khác sự di chuyển của tyrosine ở trong máu, nó cũng cần các protein vận chuyển. Và một tí học sang tuyến giáp sẽ có 3 thành phần protein tham gia vận chuyển gì ạ, hormone tuyến giáp. Tuy nhiên còn một phần rất nhỏ hormone tuyến giáp thì nó lại tự do lưu thông ở trong máu, và chính vì như vậy thì cơ chế tác dụng của nó tự do lưu thông các bạn ạ, thì cơ chế tác dụng của nó thì lại gì ạ, gần gần na ná giống như là các hormone của nhóm thứ hai là peptide và protein. Vâng, đấy là về cơ chế tác dụng. Không có, sau này các bạn thấy rằng diện tại sao lúc thì cô lại bảo là diện cái cơ chế này diện có receptor nằm trong tế bào, lúc thì sang đến cái nhóm thứ hai là có năm cái gì ạ, chất truyền tin thứ hai, thì cái AMP vòng có lúc nó cũng chính là chất truyền tin của hormone gì, tuyến giáp. Vâng, đấy là về cơ chế tác dụng. Tất nhiên là trong câu hỏi các bạn thì cũng không hỏi sâu như vậy, tuy nhiên thì một số bạn có thể đọc sách thì có thể để tránh cho các bạn nhầm lẫn mà. Và tôi cũng nói một chút, chứ còn câu hỏi chắc chắn không có ai hỏi sâu các bạn như thế đâu ạ. Thì mình mới học năm thứ hai mới là gì, hóa sinh đại cương. Nhưng mà thực ra thì ở cái lớp lớp IK25 này cũng có một số bạn này cũng khá là chăm đọc sách, và các bạn cũng có những quyển sách hóa sinh mà các bạn mua trên mạng ấy, qua cái phần mềm điện tử online khá đắt tiền ấy, cũng hàng triệu đồng mới mua được quyển sách đấy, và các bạn cũng đọc, bạn cũng hỏi. Và có thể, nhưng mà gì ạ, việc hỏi các bạn rất là bổ ích. Và như vậy muốn nói để làm sao ạ, khi mà các bạn đọc thì các bạn phải lưu ý. Và tại sao trong quá trình giảng bài thì bao giờ các cô nói là gì, chủ yếu phần lớn, chứ y học thì mình đừng dùng cái từ gì là 100%. Cũng như sau này các bạn đi khám lâm sàng, người ta chỉ dùng là từ gì, từ chẩn đoán ạ. Vâng, hoặc là đi mời hội chẩn ạ, chứ không chuẩn ạ, không mời hội chuẩn và không chuẩn đoán. Vâng, bạn chuẩn có nghĩa là rất chuẩn, chuẩn cái từ chuẩn đấy chỉ dành cho các kỹ thuật định lượng các thành phần các chất ở trong cơ thể phải rất là chuẩn. Cái máy đọc điện tim là phải ra những cái đường điện tim rất là chuẩn, máy siêu âm chụp cắt lớp là phải ra những cái hình ảnh rất là chuẩn. Nhưng cái chuẩn của cái hình ảnh, cái chuẩn của cái kết quả đấy, nó chỉ giúp chẩn đoán các bệnh. Vâng, tuy nhiên thì mỗi một bệnh nó sẽ có những tiêu chuẩn vàng, có nghĩa là gì ạ, bệnh này thì phải có cái chỉ điểm là cái triệu chứng này hoặc là cái hình thái này thì mình mới nghĩ đến cái bệnh đấy, thì đấy người ta gọi là các tiêu chuẩn vàng.
Còn chữ chung thì gọi là gì? Chẩn đoán bệnh, chứ không gọi là chuẩn nhé các bạn. Đừng dùng, vì tôi thấy rất nhiều bạn khi mà thi viết là mình sẽ dùng từ sai, vâng, hội chẩn chứ không phải là hội chuẩn ạ. Vâng. Đấy, cái từ chẩn với từ chuẩn nó chỉ thêm chữ U hoặc là không có chữ U nhưng nó rất khác nhau về mặt ý nghĩa. Vâng. Lưu ý các bạn như vậy, đấy là về quá trình vì cơ chế của bốn đặc điểm. Mình lưu ý để mình so sánh với bốn đặc điểm của nhóm thứ hai. Rồi mình sang cơ chế tác dụng hormone tủy thượng thận. Tủy thượng thận đấy là hormone của gì? À, bản chất dẫn xuất của gì ạ? Acetamin, vâng, phenylalanine. Và cơ chế tác dụng của nó là gì ạ? Cơ chế tác dụng thứ hai của nhóm hormone dẫn xuất là gì? Acetamin, peptide và protein. À, lưu ý các bạn là gì ạ? Hormone tủy thượng thận nó có hai hormone adrenalin và noradrenalin. Và adrenalin thì tên của nó còn được gọi là gì? Epinephrine. Thì sau khi được tủy thượng thận sản sinh ra, ngoài rất là nhiều tác dụng thì nên mình sẽ học. Còn adrenalin nó còn có một tác dụng là gì? Làm tăng nồng độ gluco trong máu và nó sẽ đến tế bào gan. Tuy nhiên thì nó sẽ không chui vào bên trong tế bào gan như nhóm hormone sinh dục. Nó sẽ bị chặn ngay ở màng tế bào ngoài tế bào gan. Và người ta cũng nghĩ rằng có lẽ là bản chất nó là protein, còn màng tế bào là chủ yếu là lipid và nó khác nhau về mặt cấu tạo hóa học. Chính vì như vậy thì gì ạ? Nó không chui vào bên trong được. Nhưng nếu như có những gặp những cái receptor nhận biết nó trên màng tế bào thì epinephrine hay adrenalin nó sẽ truyền tín hiệu vào bên trong. Và truyền tín hiệu vào bên trong như vậy thì làm sao các bạn? Thì nó sẽ làm sao ạ? Bạn Ngô Mạnh Trí này, bạn Hà Linh không hề ghi lớp một tí nào hết, công phú 2401 và lớp muộn đấy ạ. Đây cô, em đang dùng điện thoại máy tính, em vào lại máy tính điện thoại em sẽ hết pin của. Ôi giời. Mỗi điện thoại để học một tuần mỗi buổi mà để hết pin. Vâng, cô Duyệt của em thì máy tính. Nếu như hôm sau Việt vào rồi ạ, nếu như hôm sau mình thi đấy ạ, mình thi mà như thế này là lệch bài là không có bài đâu. Nhá, các bạn lưu ý lần sau hôm nào mà thi kiểm tra buổi cuối cùng ạ. Vâng. Để tránh trường hợp là cứ đi thắc mắc về cô, mệt lắm. Cô thì các bạn thử biết là như bạn đã học với tôi rồi thì tôi cũng không có thiên vị bạn nào. Vâng. Nên các bạn nhớ để tránh những lỗi rất đáng tiếc, lỗi chẳng đáng gì mà tự nhiên là bị trừ điểm. Mà không trừ thì cũng không thể được ạ. Vì mình đã quy định rồi mà, đã luật rồi mà, thì nên phải trừ. Đấy ạ, thôi rồi quay lại bài của mình, các bạn lưu ý ạ. Vâng, các bạn lưu ý này. Nếu như nhóm thứ nhất thì nó chui hẳn vào bên trong tế bào đúng không các bạn? Nhưng nhóm thứ hai này nó không chui vào bên trong tế bào được và nó bị chặn. Nó bị chặn như vậy thì khi mà có chất nhận biết nó cũng hoạt hóa cái thụ thể này. Nhưng cái thụ thể này nó sẽ khởi động một loạt các phản ứng ở bên trong. Và các bạn nhìn này, nó sẽ biến những cái enzyme không hoạt động thành enzyme hoạt động. Và nó sẽ tăng dần số lượng phân tử các enzyme, tăng dần lên. Ví dụ đây là 40 thì đây là gì? 10 nhân với 40, sau đây là gì? 100 nhân với những cái phân tử ban đầu là 40. Sau đây là gì? Là 1000 nhân với những gì? 40 phân tử ban đầu. Và đây là gì? 10000, và như vậy nó sẽ tăng tốc phản ứng. Tuy nhiên, muốn hoạt hóa được một cái enzyme thì các bạn biết rồi, nó luôn luôn phải cần năng lượng. Và năng lượng sẽ lấy từ đâu? Khi mà hoạt hóa với nhau nó sẽ truyền tín hiệu và nó sẽ lấy năng lượng từ cái dạng dự trữ cơ thể là ATP. Và ATP sẽ biến gì? Tạo ra một cái gì ạ? Chất mà có khả năng kích thích hoạt động của enzyme mới, đấy là AMP vòng. Và ATP và AMP vòng, vai trò của nó chắc bạn được học với cô Ngọc trong cái bài gì cấu tạo của các acid lipoic rồi. Và cái enzyme tham gia xúc tác phản ứng này là enzyme AC, adenylate cyclase. Tuy nhiên người ta nghiên cứu đã thấy rằng gì các bạn? Cái muốn có tạo ra cái gì ạ? Cái AMP vòng này thì nó phải thông qua một cái protein bằng ở dưới cái receptor này. Và cái protein đấy nó có 3 tiểu thùy, gamma, beta và alpha. Nhưng cái năng lượng đầu tiên đấy nó lại lấy từ gì? Guanine triphosphate. Và sau đấy thì nó sẽ tách cái tiểu thùy alpha. Vâng, và tiểu thùy alpha này nó mới tác động trực tiếp lên enzyme adenylate cyclase. Và enzyme này nó sẽ gì? Biến ATP thành AMP vòng. Và sau đấy thì AMP vòng nó mới diện kích thích hàng loạt các enzyme ở trong cơ thể để hoạt động. Và như vậy thì người ta thấy rằng gì ạ? Chất truyền tin thứ hai của cái nhóm hormone này hay được đề cập đến, đấy là gì các bạn? Đấy là AMP vòng. Nhưng AMP vòng muốn hoạt động được thì là phải thông qua sự có mặt
của protein G có nghĩa là protein này nó liên quan đến năng lượng được lấy từ gì? Guanine triphosphate. Nó có 3 đơn vị là alpha, beta và gamma. Và cái đơn vị hoạt động đấy là đơn vị alpha. Nhưng alpha này nó sẽ có hai tác dụng, hoặc là kích thích hoặc là ức chế. Thì kích thích hay ức chế tùy thuộc vào cái hormone đấy. Hormone này nó có tác dụng kích thích hoạt động của enzyme hay nó tác dụng ức chế hoạt động của enzyme. Và như vậy thì đối với hormone thứ hai này có 4 đặc điểm và nó trái ngược với cái đặc điểm của hormone thứ nhất. Nếu như hormone thứ nhất là không tan thì đây là tan. Nếu thứ nhất là qua được thì đây là không qua được. Nếu như chất truyền tin thứ hai của nhóm thứ nhất đấy là gì? Thụ thể hormone receptor. Thì các bạn lưu ý là một trong những chất truyền tin của nhóm thứ hai này là AMP vòng và GTP. Ngoài ra còn có thêm 4 cái thành phần nữa, 3 thành phần nữa trừ AMP và GTP thì mình sẽ học. Nhưng mình lưu ý là gì? Chất truyền tin thứ hai đấy là gì? AMP và một số các chất khác. Và nếu như nhóm hormone thứ nhất là chủ yếu là sinh tổng hợp ra các protein mới thì cái đặc điểm của nhóm hai này là hoạt hóa các enzyme đã có sẵn rồi theo kiểu dây chuyền, có nghĩa là tăng tốc phản ứng hoạt động của các enzyme. Nếu như cái hormone đấy có tác dụng kích thích hoặc là ức chế hoạt động các enzyme, nếu như hormone đấy có tác dụng làm sao? Ức chế. Thế là 4 đặc điểm các bạn phân biệt để mình sẽ làm những câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm lúc mình thi hết môn. Thì em mình có 100 câu mình chỉ được làm trong 50 phút thì 30 giây một câu mà. Và phải làm trong 100 câu cũng khá là khó đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Đây chính là công thức của AMP vòng. AMP vòng là gì? Adenosine 3,5' cyclic monophosphate CMP. Cyclic theo tiếng Latin là vòng, AMP vòng. Và lưu ý là gì? Cái liên kết 3,5' được tạo ra giữa đường và gì? Acid phosphoric. Và cái này mình chỉ để biết đó, cũng chẳng để làm gì. Đấy là về cái gì? AMP vòng. Nhớ là chất truyền tin thứ hai trong nhóm hormone bản chất là gì? Peptide và protein, hay là nhóm hormone có receptor gắn ở màng tế bào. Ngoài AMP vòng thì TMP vòng nó cũng có vai trò như chất truyền tin thứ hai, và nó hoạt động ở một số tế bào như ruột, tim, mạch máu, não, ống thận, vân vân. Rồi nhóm thứ ba đấy là gì? Dẫn xuất phosphatidin, inositol, biphosphat. Vâng, cái thi trắc nghiệm mà có hay một cái là gì các bạn? Là mình chỉ cần nhớ tên đấy. Đấy, hay và dễ dàng hơn, dễ được điểm hơn. Chứ còn nếu như thi tự luận, câu này phải viết rất chi tiết, rất đầy đủ. Có nghĩa là phosphatidin, inositol, nó gồm những thành phần gì? Ví dụ, nó sẽ hai thành phần chính. Đấy là gì các bạn? Diazin, glycerol và gì? Inositol, 1,4,5-triphosphat. Như vậy các bạn nhớ nhá. Là thi trắc nghiệm nó có cái hay là nhớ hộ tôi phần lớn là những tên đề mục. Ví dụ người ta hỏi là gì? Em hãy chọn những cái chất nào sau đây là chất dẫn truyền, chất truyền tin thứ hai của nhóm hormone peptide, phải là gì? AMP vòng, GMP vòng, dẫn xuất phosphatidin, inositol, biphosphat, ion canxi, cuối cùng là gì? Thụ thể loại tyrosine kinase. Và những câu hỏi tương tự như vậy nó sẽ có gì? 6-7 đáp án, và đương nhiên các bạn phải chọn gì? 4 hoặc là 5 đáp án đấy ạ. Thông thường có thể là 4, cũng có thể là làm sao các bạn là 5. Vâng, tuy nhiên thì phải chọn đáp án đúng, chứ không phải là ta sẽ đưa hết cả 5 cái cụ thể này. Ta sẽ nói là gì? Trong những cái tên ghi dưới đây thì những cái nào là nằm trong chất truyền tin thứ hai của nhóm hormone peptide, thì mình đương nhiên phải nhớ là gì, tên của 5 cái này. Nhưng có thể trong câu hỏi đấy người ta chỉ đưa 3 tên đúng thôi, người ta sẽ đưa gì, 2 câu sai. Và đương nhiên 3 tên đúng thì đáp án của ta sẽ là 3 cái phần đúng. Còn như 5 tên đúng thì đáp án của ta sẽ là 5 tên đúng. Các bạn phải lưu ý lựa chọn, cho nên thi trắc nghiệm mà cảm thấy hay rồi thì các bạn sẽ học ít hơn. Nhưng là những cái đề mục quan trọng, những cái tên quan trọng thì cần phải nhớ, hoặc là những cái công thức quan trọng. Vâng. Thì các bạn cần phải nhớ. Để làm sao ạ? Để mà khi kiểm tra thì các bạn nhớ, ví dụ một số acid amin quan trọng như là gì? Alanine, acid glutamate, glycine, rồi triglyceride, cholesterol, AMP vòng, ví dụ vậy. Thì phải nhớ công thức để làm sao ạ? Thì các thầy các cô sẽ hỏi là gì? Công thức dưới đây là thuộc về chất nào? Thì cô sẽ cho 4 lựa chọn. Mình phải lựa chọn gì? Một cái đáp án đúng nhất, ví dụ như vậy. Đấy, các bạn lưu ý cho cô như vậy. Chứ mình không phải kể chi tiết là cái công thức AMP vòng đấy là nó từ dẫn xuất từ cái nào, phản ứng nó xảy ra làm sao, nó có cần enzyme các thứ vân vân, đúng không ạ? Nói chung là mỗi một cái thi nó có cái hay một cái dở. Khi cái câu tự luận thì đương nhiên thì thời gian rất là
dài, tận 90 phút. Mình có thể hỏi nhau được tí chút, nhưng mà thi trắc nghiệm thì làm sao ạ? Thì mình chỉ có 50 phút thôi và chỉ có 30 giây trong một câu hỏi, nhưng mà lại học ít hơn. Đấy, ví dụ thế, nói chung luôn luôn phải có hai mặt một vấn đề. Như vậy, các lớp mình lưu ý nhá là gì ạ? Đối với nhóm hormone thứ nhất, chất truyền tin thứ hai đấy là phức hợp hormone receptor. Tuy nhiên nó gắn với nhau nó sẽ hoạt hóa. Còn với nhóm thứ hai này có 5 loại chất truyền tin thứ hai. Quan trọng nhất đấy là gì các bạn? AMP vòng, GMP vòng, à, đấy ạ. Rồi là gì? Phosphatidine, inositol, biphosphat, rồi gì ạ? Canxi, rồi thụ thể tyrosine. Đấy là 5 tên. Đó. Hiện nay thì ta mới tìm ra 5 tên. Thôi ạ, còn những cái chất thứ 6, thứ 7, thứ 8 vân vân thì thôi đợi các bạn, sau này như có thì các bạn lại viết sách tiếp ạ. À, lùi chắc tội đi văn điển rồi. Và bây giờ mình sẽ đi vào ba hormone quan trọng như cô nói lúc ban đầu. Hormone tuyến tụy, hormone tủy thượng thận và hormone tuyến giáp. Vâng. Mình đi lần đầu tiên là hormone tuyến tụy. Thì hormone tuyến tụy các bạn đều biết, nói đến tuyến tụy thì đương nhiên là người ta phải nói đến insulin rồi đúng không các bạn? Vì insulin là hormone duy nhất ở trong cơ thể có tác dụng làm giảm nồng độ gluco trong máu. Vâng, và được tiết ra bởi tế bào beta của tiểu đạo lăng các răng, và nó gồm hai chuỗi A và B. Chuỗi A thì có 21 axit amin và chuỗi B có 31 axit amin. Liên kết giữa hai chuỗi này thì lưu ý các bạn là gì? Ở axit amin thứ 6 và thứ 11 của trên hai chuỗi. Vâng, đấy là về cái insulin. Insulin thì khi mà sản sinh ra thì đây là người ta gọi là pre-proinsulin. Thứ hai là dạng thứ hai là proinsulin, và thứ ba là gì? Insulin hoạt động. Các bạn nhớ là gì? Trong cơ thể mình thì tồn tại ba dạng. Thứ nhất là insulin, thứ hai là proinsulin, và thứ ba là peptide C. Peptide C chính là cái proinsulin này, nó có ba đoạn. Một đoạn A và một đoạn gì? Một đoạn B. Và cái phần này này, phần này chính là phần peptide C. Và việc định lượng cái peptide C này thì nó sẽ xác định được xem là bệnh nhân bị rối loạn gì ạ? Đái tháo đường type 1 hay là type 2. Cái phần này thì để sau này mình sẽ liên quan đến cái gì các bạn, là cái phần mà bệnh học sau này. À, vì tại sao đái tháo đường nó có hai loại, type 1 là phụ thuộc hoàn toàn là insulin, có nghĩa là nồng độ insulin rất là thấp, bản thân tuyến tụy đã hỏng rồi, nó không sản sinh ra được insulin. Type 2 là gì? Insulin nó có nhưng nó không có tác dụng. Và đa phần thì ở Việt Nam thì gì? Và những người béo phì, những người cao tuổi thì bị vào đái đường type 2. Và việc định lượng đầy đủ ba cái thành phần này, proinsulin, insulin và peptide C, nó sẽ cho mình xem bệnh nhân đái tháo đường type nào. Vâng. Và sau khi hết tác dụng thì mọi sản phẩm của hormone tuyến tụy sẽ được thoái hóa chủ yếu ở gan và thận, và được thủy phân bởi hệ thống enzyme liên quan đến protein, và tên chung của hệ thống enzyme này là protease, và nó thủy phân nó cũng tạo ra từng axit amin, và từng axit amin đấy thì đi thoái hóa thì cũng tương tự như quá trình chuyển hóa chung của axit amin. Đấy là về cấu tạo hormone insulin, về quá trình thì tổng hợp cũng như thoái hóa. Riêng đối với hormone này thì mình không cần quan tâm đến quá trình tổng hợp và thoái hóa. Vì sao ạ? Vì quá trình tổng hợp là đây là một cái protein, cho nên nó sinh tổng hợp giống hệt như cái bài các bạn học với công học, đấy là sinh tổng hợp các protein ở trong cơ thể. Và thoái hóa thì tạo ra các acid amin thì nó cũng tương tự như là bị thoái hóa riêng biệt của từng acid amin. Vâng, nên mình sẽ không đề cập đến ở đây. Và cái đề cập quan trọng của mình là gì ạ? Các bạn nhớ cho tôi cái từ này, insulin đấy là một hormone duy nhất. Điều đấy có nghĩa là không có hormone thứ hai có tác dụng làm giảm gluco trong máu, và nó giảm với lý do là gì ạ? Tăng nhập gluco vào bên trong tế bào nó, và khi nhập vào tăng tế bào rồi thì nó làm tăng sự thẩm thấu các ion kali, phosphat vô cơ, nó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phosphorin hóa và sử dụng gluco, có nghĩa là nó tăng cường sử dụng gluco ở trong tế bào. Tuy nhiên các bạn nhớ nhé, một số mô thì không cần tác dụng insulin. Cứ khi mà nồng độ gì các bạn, gluco trong máu tăng cao, hoặc là khi bạn vừa ăn vào, nó sẽ cho gluco nhập vào vô điều kiện. Và như là mô thần kinh, bạch cầu, phổi, thận, và đặc biệt là gan. Gan đấy là một mô cơ quan không hề chịu tác dụng insulin, nó cho gluco thấm qua tự do. Vâng, tại sao thì chắc các bạn cũng biết rồi, gan chính là nơi dự trữ glucid của cơ thể. Vâng, nếu như mà nó cũng đợi insulin nữa thì làm sao các bạn? Thì gì ạ? Thì bệnh nhân đái tháo đường thì chắc chắn làm sao các bạn? Không thể có đủ insulin để vào nhập vào tế bào gan, và chắc chắn sẽ rối loạn rất là nhiều. Viêm gan này là một cái mô cơ quan không hề bị chịu tác dụng của insulin. Ngoài ra người ta thấy vì mô thần kinh, bạch cầu, phổi, thận, cái việc mà insulin tác động lên những mô cơ
Khoa này nó cũng có nhưng mà rất thấp, cũng có thể coi như là không có tác dụng. Còn tất cả các mô cơ quan khác thì sự có mặt insulin mới có khả năng nhận phân tử glucose vào bên trong tế bào, đặc biệt đấy là cơ. Bạn đều hiểu rồi ạ. Còn cái bài đái tháo đường chắc cô Ngọc cũng phân tích kỹ cho các bạn rồi. Tác dụng thứ hai là tác dụng trực tiếp chuyển glycogen sang tetra, rồi từ dạng không hoạt động thành dạng hoạt động. Do đó sẽ tăng cường quá trình gì biến gluco thành glycogen dạng dự trữ nếu như mà ở gan hoặc là ở cơ. Tác dụng thứ ba là gì các bạn? Kích thích tổng hợp glucokinase ở gan và ức chế tổng hợp một số enzyme cho con đường tân tạo đường, và như vậy nó sẽ làm giảm khả năng tân tạo đường ở gan. Vâng. Giảm tác dụng của gluco 6 phosphate, có nghĩa là nó không cho gluco 6 phosphate biến thành gluco, và như vậy nó cũng làm giảm cái lượng gluco tạo ra ở trong cơ thể, và nó hạn chế cái việc mà sử dụng cái năng lượng từ lipid, và như vậy thì cơ thể mình muốn sử dụng thì bắt buộc phải gì sử dụng bằng cách tăng cường đốt cháy gluco. Với năm tác dụng này thì đây là hormone nó sẽ duy nhất làm sao các bạn, nó sẽ gì ạ, làm giảm nồng độ gluco trong máu. Tuy nhiên thì gì các bạn, cái tác dụng nào quan trọng nhất để mà bệnh nhân bị đái tháo đường khi thiếu hụt insulin các bạn? Có năm Một tác dụng nào quan trọng nhất để mà làm dẫn đến bệnh lý và bị đái tháo đường các bạn? Bạn nào trả lời cho cô câu hỏi đấy xem nào. Em nhớ bài không? Sắp kiểm tra rồi. Sắp thi hết môn rồi. Bạn nào trả lời cho cô câu hỏi đấy ạ? Đúng không? số 1 ạ. À vâng, số 1 thì sao? Đúng rồi đấy ạ, câu hỏi số 1 của bạn đúng đấy. À, sự thiếu hụt insulin nó sẽ không làm cho insulin nhập vào bên trong tế bào được, thì điều đó sẽ dẫn đến đến việc gì cho nên bệnh nhân mới gọi là bệnh lý đái tháo đường bạn. Đúng đấy, bạn trả lời câu hỏi đấy hoàn toàn đúng đấy. Còn bốn cái tác dụng sau phải làm sao các bạn? Khi mà nhập vào rồi, khi mà đường nó vào bên trong tế bào rồi thì nó mới làm sao các bạn, nó mới kích thích hàng loạt cái phản ứng ở bên trong, và những phản ứng đấy nó mới có khả năng làm sao các bạn tiêu thụ cái nồng độ gluco, và thiếu thì vì các tế bào đấy nó lại nhập tiếp gluco, đúng không các bạn? Vâng, số 1 đúng rồi đấy ạ. Bạn trả lời câu hỏi đúng nhưng mà giải thích cho cô tại sao lại như vậy. Bạn trả lời đúng lắm rồi ạ. Vâng, sự thiếu hụt insulin nó sẽ làm cho gluco không nhập vào bên trong tế bào đường, mà các bạn học các bạn biết rồi, hai mô cơ quan nhập nhiều nhất đấy là gì, là cơ và gan, đúng không ạ? Cơ và gan. Và đương nhiên thì gan nó cho tự do rồi và chỉ còn một cái phần lệ thuộc đấy là gì các bạn, cơ. Các bạn thử nhìn hộ tôi từ đầu đến chân của mình chỗ nào không có cơ không ạ? Không một chỗ nào là không có cơ. Và như vậy thì gì, khi mà thiếu hụt insulin nó sẽ không nhập được vào bên trong tế bào, đặc biệt là tế bào cơ, và như vậy thì nó sẽ đẩy nồng độ gluco trong máu tăng lên, và tăng lên như vậy thì nó sẽ vượt qua ngưỡng của thận. Ngưỡng của thận chỉ cho phép nồng độ insulin nhỏ hơn, nồng độ đường trong máu nhỏ hơn hoặc bằng 11. Với cái giá trị nồng độ gluco trong máu nhỏ hơn hoặc bằng 11 thì không bao giờ đường xuất hiện trong nước tiểu. Tuy nhiên sự thiếu hụt insulin, đặc biệt là sau bữa ăn, làm sao các bạn, thì làm cho đường trong máu nó nồng độ gluco trong cái thức ăn mình ăn vào sẽ không nhập được vào bên trong tế bào, sẽ đẩy giá trị lên cao. Đẩy giá trị lên cao cho nên là gì các bạn, thì phân tử gluco khi mà máu đưa qua thận nó mới lọt qua nước tiểu, vượt qua ngưỡng của thận cho nên nó xuất hiện trong nước tiểu. Xuất hiện trong nước tiểu như vậy thì người ta mới gọi là gì, đái tháo đường. Vâng, và những bệnh nhân thì gì, đường hoàn toàn thiếu, thừa thì vẫn thừa mà thiếu thì vẫn thiếu. Vâng, thừa có nghĩa là gì ạ, khi mà mới ăn vào thì nó không hấp thu đường hay lọc qua thận. Thiếu là gì ạ, lúc mà cơ nó cần thì nó đã không có đường, đường nó đái hết rồi thì lấy đâu ra làm sao mà vào cơ được, thế mới gọi là bệnh lý gì, đái tháo đường. Vâng. Tại sao lại đái nhiều? Chắc Ngọc cũng giải thích cho các bạn. Khi mà đường lọt qua nước tiểu thì sang bài tuần hoàn sinh thận, mình sẽ học buổi cuối cùng cùng với cô. Thì làm sao ạ? Khi mà gì ạ? Đường không được hấp thu thì khi qua ống lượn gần, nó được hấp thu ống lượn gần, và đường không hấp thu thì đương nhiên nó sẽ kéo theo ion natri, và ion natri sẽ đi theo đường theo một cơ chế thì khuếch tán thụ động cùng với đường. Thì làm sao các bạn? Thì nó sẽ làm sao kéo theo nước, và kéo theo nước chúng ta gọi là hiện tượng bài niệu thẩm thấu, mà liên quan vì là đường nó natri liên quan đến áp suất thẩm thấu trong cơ thể, bệnh nhân sẽ bị gì, đái nhiều. Và đương nhiên đái nhiều nó sao lại ăn nhiều vì đói à, vì làm gì, đường nó đái hết rồi ăn rồi nhưng mà đường nó có giữ lại cho mình đâu, nó đái hết ra bên ngoài rồi. Vâng, tại vì là ăn nhiều nhưng vẫn đói, tạo ra một vòng luẩn quẩn. Vâng, gầy nhiều
ăn nhiều, uống nhiều và đái nhiều. Đấy, đấy là tất cả những tác dụng thứ nhất. Còn tác dụng thứ hai là để khi bình thường rồi nó sẽ hạn chế cái việc mà tạo ra gluco, mà hạn chế việc tạo ra gluco thì đương nhiên sẽ làm giảm đường trong cơ thể. Đấy, các bạn nhớ hộ cô tác dụng và các bạn nhớ nhớ để giải thích. Và sau này tại sao bệnh nhân gì ăn nhiều uống nhiều đái nhiều và gây nhiều. Tuy nhiên các bạn lưu ý này, những triệu chứng đấy chỉ rõ rệt ở cái đường tiếp 1 thôi ạ. Tiếp 2 thì không rõ rệt lắm đâu. Mình cứ suy nghĩ dần đi ạ, đến năm thứ tư khi mình đi lâm sàng nội thì mình sẽ giải thích được cơ chế cho những bệnh nhân đái tháo đường. Đấy là về cái hormone. Mà hình như bây giờ năm thứ ba các bạn đã đi dần rồi sao? Ngày xưa chúng tôi là học hết năm thứ ba ra năm thứ tư mới đi lâm sàng. Và bây giờ theo chương trình mới thì các bạn lâm sàng được sớm hơn. Bây giờ sang nhóm hormone thứ hai là nhóm hormone tủy thượng thận. Lê Anh Sơn tại sao lại vào hai máy à? Lê Anh Sơn ở lớp nào đấy ạ? Lớp 04. Sao không bố đem vào một mình hai máy hả em? Tôi thấy có hai 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 người chờ là Lê Tên và Lê Anh Sơn này, đều mã sinh viên như nhau. Nên tôi mở mùa mời một Lê Anh Sơn vào ra một Lê Anh Sơn cứ cho ở ngoài, không hiểu máy nào luôn mà. Không muốn tùy tưởng thận các bạn nhớ tôi tên này. Vâng. Chúng ta còn gọi là nhóm catecholamine, các bạn nhớ cho cô nhé. Khi nói đến nhóm catecholamine có nghĩa là người ta nói đến nhóm hormone tủy thượng thận. Vì nó xuất phát từ nhân pyrocatechol, vậy catecholamine. Lamin vì sao? Vì nó có nhóm amin, đúng không ạ? Vâng, đối với noradrenaline thì có nhóm NH2. Đối với adrenaline thì gì? Một phân tử hydro được thay bằng nhóm metin. Cho nên là đây được gọi là gì? Noradrenaline, còn đây được gọi là gì? Adrenaline. Hoặc tên chung của hai cái này là nhóm catecholamine. Đấy là về gì các bạn? Là hormone tủy thượng thận. Vâng. Về tác dụng thì các bạn lưu ý là gì? Hormone tủy thượng thận, nói đến hormone tủy thượng thận đặc biệt là adrenaline, người ta thấy rằng gì? Nó tác dụng có huyết áp. Vâng. Còn noradrenaline thì là tác dụng co mạch toàn thân, tác dụng gây huyết áp mạnh hơn, nhưng trên thực tế thì các bạn hay sử dụng adrenaline như là một thứ thuốc ạ, để dùng cho bệnh nhân khi bệnh nhân bị làm sao các bạn bị tụt huyết áp, nó tác dụng gì, tăng huyết áp vì do nó tác dụng co mạch. Còn trên chuyển hóa thì adrenaline nó có tác dụng gì, tăng nồng độ gluco trong máu do nó kích thích phân hủy glycogen ở gan và cơ, và nó tăng phân hủy lipid, giải phóng axit béo và glycerol. Chúng mày ô lá vào liền rồi. À, các lớp mình lưu ý này. Như vậy các bạn lưu ý này, nói đến nhóm hormone tủy thượng thận thì các bạn lưu ý hộ cô là gì ạ? Là nó liên quan đến gì ạ? Tăng huyết áp. Và sau này trên lâm sàng thì adrenaline được dùng như là một cái thuốc để điều trị tăng huyết áp. Và quan trọng là gì ạ? Do nó có tác dụng co mạch. Mặc dù tác dụng co mạch của noradrenaline mạnh hơn, nhưng các bạn lưu ý là nói đến huyết áp, nói đến những bệnh lý về tim mạch thì lưu ý các bạn là gì ạ? Nó chỉ dùng đến adrenaline thôi, chứ noradrenaline hầu như là không được dùng. Và ngoài ra thì adrenaline nó còn có tác dụng về tăng nồng độ gluco trong máu. Các bạn lưu ý cho cô nhé. Với cái nhóm hormone này, các bạn lưu ý tôi cách gọi tên. Thứ hai là gì các bạn? Là tác dụng trên hai hệ chính, hệ tim mạch và trên chuyển hóa. Về quá trình sinh tổng hợp của nhóm này thì các bạn nhớ cho cô cái sơ đồ tổng quát thôi ạ. Vâng. Nó là dẫn xuất axit amin, phenin, alanin. Thì dưới tác dụng của phản ứng thứ nhất là dưới tác dụng của enzyme phenin alanin hydroxy, nó sẽ gắn thêm một nhóm OH, vâng, ở vị trí carbon thứ nhất. Và sau đấy thì nó tạo ra gì, axit amin tyrosine. Sau đấy thì dưới tác dụng của enzyme tyrosine hydroxylase thì nó sẽ tạo ra dihydroxin phenin alanin. Xong đấy là gì các bạn? Sau khi tạo ra chất này rồi thì nó sẽ loại bỏ đi nhóm CO2, tạo ra gì các bạn? Dihydroxin phenin alanin amin, có nghĩa là gì các bạn? Gắn thêm một nhóm gì, NH2.
Vâng, và các bạn đã thấy nó thành hình đầu tiên của gì? Noradrenalin rồi. Sau đấy nó lại tiếp tục tạo ra gì? Noradrenaline, hay tên của nó đấy là gì? Norepinephrine. Và sau đấy nó lại gắn thêm một nhóm metin để tạo ra gì? Epinephrine hay là adrenaline. Và các bạn nhớ cho cô là gì ạ? Là gì ạ? Cái enzyme mà tham gia phản ứng gì ạ? Metin hóa noradrenaline thành adrenaline, nhớ cho cô tên này là metin transferase. Các bạn nhớ cho cô tên nhé. Enzyme để biến noradrenaline hay norepinephrine thành adrenaline hay epinephrine, tên của nó là gì? Metin transferase. Và cái tên cho hộ nhớ hộ cô tên của cái chất mang cái phân tử metin đấy là gì các bạn? S-adenosine methionine. Như vậy các bạn nhớ này, cái phần này rất là rắc rối, mình nhớ cái gì không cần nhớ chi tiết phản ứng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư là gì, nhưng nhớ cho tôi này, tên của cái nhóm này là nhóm catecholamine, vì nhân của nó cấu tạo đến hormone này là nhân catecol, nó là dẫn xuất của acid amin phenylalanin. Vâng, và lại lưu ý các bạn là gì ạ? Nó có hai cái thành phần chính, đấy là noradrenaline và adrenaline. Hai cái này công thức giống hệt nhau, tuy nhiên noradrenaline thì nó không có nhóm metin và adrenaline nó thêm nhóm metin. Còn noradrenaline nó chứa nhóm gì đấy các bạn? Nhóm amin. Và nhớ tôi là gì ạ? Phản ứng metin hóa thì enzyme xúc tác, tên của nó là gì? Metin transferase. Và chất mang nhóm metin có nghĩa là nhóm CH3, đấy là gì ạ? S-adenosine, methionine, nhớ chưa ạ? Còn không cần phải đi sâu chi tiết từng cái là gì các bạn, là phản ứng đấy nó xảy ra như thế nào, còn kho dự trữ ra làm sao, rồi tỷ lệ hormone như thế nào. Vâng, đọc tham khảo. Và đương nhiên y học là cái y học mình phải nhớ dần dần ạ. Tôi cũng như các bạn thôi, năm thứ hai mà hỏi tôi nhiều nên tôi tịt chữ hỏi định. Đến bây giờ thì còn là cô giảng nhiều, thứ hai là gì các bạn, cô làm quen, cô còn biết thứ vân vân. Chứ còn nếu như vào năm thứ hai mà hỏi tôi thì thực sự với các bạn, vào cái câu này tôi cũng chỉ mang được 5 điểm thôi ạ, tôi không bao giờ nghĩ được hơn. Còn tất nhiên nếu như được 5 điểm mới học rất là mồ hôi, nhưng để mà thi trắc nghiệm thì ngày xưa không có các bạn ạ. Ngày xưa thi vấn đáp thẳng với thầy run loạn, nhiều thầy nhìn đã thấy sợ luôn, rồi bao nhiêu chữ bay hết khỏi đầu rồi ạ. Thì bạn nhớ những phần cô giáo vừa nói nhấn mạnh để làm sao những phần đấy nó có thể nằm trong các câu hỏi thi trắc nghiệm các bạn, nếu bạn lưu ý cho cô như vậy, được chưa? Vâng, đây những phần chính nhá. Và đặc biệt là chỉ tác dụng trên hai hệ thôi, hệ tim mạch và gì ạ? Tiêu hóa, à, chuyển hóa. Và nhớ là gì, trong chuyển hóa thì ta chỉ đề cập đến vai trò adrenaline, nó có tác dụng tăng nồng độ gluco và tăng phân hủy gì lipid. Vâng, đấy. Và tác dụng chủ yếu của adrenaline là gì? Gây tăng huyết áp, nhưng được điều trị trong trường hợp bệnh nhân bị trụy tim mạch. Hạ huyết áp có thể tiêm thẳng adrenaline vào tim để gây co bóp cơ tim, để thúc đẩy gì máu ra khỏi cơ tim. Đấy, đấy là về cái hormone tủy thượng thận. Mà ngoài cái việc đấy thì gì, mình phải nhớ cho tôi những cái sản phẩm mà khi hormone này hết tác dụng nó thoái hóa. Vâng, và chủ yếu, nhớ cho cô này, chủ yếu ở trong nước tiểu là axit vanillamidic. Vâng, đương nhiên nếu như có hỏi câu này thì bao giờ các cô cũng đưa cái tên ngắn này thôi, chứ không đưa cái tên là gì, axit 3-metoxin 4-hydroxinmidic đâu ạ. Bao giờ nhớ là gì, cái sản phẩm thoái hóa của nhóm hormone tủy thượng thận trong nước tiểu đấy là axit gì, vanillamidic. Ngoài ra thì ta có thể gặp sản phẩm trung gian của gì, adrenaline, đấy là gì, 3-metoxin epinephrine. Và gì, sản phẩm trung gian của noradrenaline là gì, 3-metoxin norepinephrine. Vâng, và như vậy cũng rất là dễ nhớ, nhớ cho tôi cái đuôi này, epinephrine này, thì đương nhiên mình sẽ suy ra được gì, norepinephrine và gì, 3-metoxin. Và cái sản phẩm chung của hai cái chất này đấy là gì, vanillamidic. Vâng, mình cứ đánh dấu vào chương trình như vậy đã. Cô mới yêu cầu các bạn làm sao, các bạn mình phải in cái slide này ra để trong quá trình cô giáo dạy thì các bạn sẽ lưu tâm. Đấy là về gì ạ? Cái thoái hóa. Vâng. Như vậy đối với hormone tủy thượng thận thì chỉ cần lưu ý những phần mà cô giáo vừa nói. Còn công thức, thôi để sau này mình có điều kiện học thành thạc sĩ, tiến sĩ mà mình nghiên cứu về cái bệnh lý tủy thượng thận thì chắc chắn lúc đấy phải nhớ, rất nhớ công thức nhá. Vì mỗi một cái quá bước này liên quan hệ thống enzyme này nó có sự rối loạn thì đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến hormone, và đương nhiên ảnh hưởng đến hormone thì nó sẽ dẫn đến những bệnh lý của hormone. Thì lúc đấy thì mình học sau, còn bây giờ mình chỉ nhớ nét đại cương, nhớ được nét đại cương để làm sao được điểm cao trong phần thi thì là tốt rồi. Đi thi thì dù trình độ hiểu đến đâu thì hiểu, nhưng cứ điểm cao là thích rồi đúng không ạ? Tôi cũng giống các bạn thôi, ngày xưa tôi đi học cũng như vậy. Là mình xong nhóm thứ hai.
Nhóm thứ ba là hormone tuyến giáp. Các bạn nhớ cho tôi này, hormone tuyến giáp thì được thủy phân từ cái chất mà chứa trong tuyến giáp là tyroglobulin, và nó chứa rất nhiều axit amin tyrosin và có gắn iốt, và sau đấy nó các axit amin tyrosin có gắn iốt, nếu như nó gắn hai iốt thì được gọi là diiodotyrosin, và gắn một là monoiodotyrosin, và nó sẽ kết hợp với nhau tạo ra hai hormone tuyến giáp chính tetraiodotyronin, có nghĩa là hai axit amin tyrosin nó gắn với nhau, và mỗi một axit amin nó gắn với hai iốt nên là bốn iốt nên là T4, và hai axit amin nó kết hợp với nhau là một cái axit amin gắn một gốc iốt, một axit amin gắn với hai gốc iốt nên gọi là gì, triiodotyronin hay là T3. Và lưu ý các bạn là gì, hormone này thì làm sao các bạn, nó được tiết ra bởi gì ạ, kích tố giáp trạng từ tuyến yên tên là TSH. Tại sao tôi muốn đề cập đến TSH đây thì bạn lưu ý là gì ạ? T3, T4 chỉ được tiết ra nếu như mà có sự kích thích của hormone tuyến yên, đấy là kích tố giáp trạng. Tuy nhiên nhớ cho cô một điều này, khi mà T3, T4 mà được sản sinh ra đủ rồi thì không phải là TSH này thì nó đã không feedback vào vùng dưới đồi đâu ạ, nó feedback để dừng, cái việc mà sản sinh ra gì, T3, T4 đấy lại là sao các bạn, lại là dừng sản sinh TSH, đấy lại là do T3, T4. Và chính vì như vậy thì gì các bạn, TSH này dù nhiều hay ít nó cũng không hề có tác dụng yêu cầu vùng dưới đồi ngừng kích thích ra cái TRH, và TRH nó chỉ có một chiều thôi ạ, nó có tác dụng dương tính, có nghĩa là cứ sản sinh ra TRH của vùng dưới đồi thì nó sẽ kích thích vùng tuyến yên sản xuất ra gì, TSH, nhưng cái điều khiển sản xuất TRH lại là do T3, T4. Và như vậy nói đến bệnh lý tuyến giáp thì ba cái hormone ta hay làm xét nghiệm nhất đấy là gì các bạn, TSH, T3 và T4, chứ người ta không chỉ đơn thuần xét nghiệm T3, T4 đâu. Để các bạn lưu ý nhé, tại sao phải bạn đi lâm sàng, những bệnh nhân liên quan đến tuyến giáp thì trên cái tờ xét nghiệm của người ta luôn luôn thể hiện là gì, TSH, T3, T4 và hai cái thành phần nữa là free T3, free T4, có nghĩa là ngoài cái việc mà T3, T4 được sản sinh ra nó không có khả năng hòa tan ở trong nước, nhưng các bạn lưu ý là gì ạ? Chỉ có khoảng 95 đến 98% cái T3, T4 nó cần cái admin vận chuyển thôi, sẽ có một phần rất nhỏ cái T3, T4 đấy nó tự lưu thông được, trong máu, người ta gọi là free T3, free T4, và chính cái đấy nó mới tác dụng nhanh hơn T3, T4 đấy, các bạn lưu ý như vậy. Vì T3, T4 nó còn có cái kiểm soát cái phần cuối cùng, bạn lưu ý cho cô như vậy. Vâng, tuyến giáp. Vâng, và như vậy thì vai trò các hormone tuyến giáp, bạn lưu ý cho cô này, các giai đoạn thì các bạn tự đọc nhé. Vâng, cái phần này thì nó cũng dễ thôi, không có gì khó cả. Vâng, và nhớ những cái điểm chính ấy, có bốn giai đoạn. Thứ nhất là thu nhận iốt, thứ hai là gắn iốt vào tyrosin tạo gì, monoiodotyrosin và diiodotyrosin, sau đấy ghép một mono và một đi thì tạo ra T3, và ghép hai cái diiodotyronin thì tạo ra T4. Sau khi tạo ra T4 rồi thì nó sẽ thủy phân rời khỏi cái tyroglobulin, đấy là một thành phần có trong tuyến giáp mà chứa rất nhiều axit amin tyrosin đấy ạ. À, đấy là về những nét đại cương. Và sau khi tạo ra rồi thì ta thấy rằng gì, trong máu chủ yếu đấy là T4 và T3 thì chiếm một lượng rất là nhỏ, và T4 chủ yếu được vận chuyển bởi vì các bạn, T4 được vận chuyển bởi gì ạ, tyrosine binding globulin. Và sau đấy là gì ạ, vận chuyển dưới dạng thứ hai ít hơn, đó là tyrosine binding prealbumin, và albumin được vận chuyển rất là nhỏ, và một phần hormone tự do khoảng 0,4 và 0,02% T3 và T4 dưới dạng tự do, có nghĩa là nó không cần một chất vận chuyển nào.
Và người ta nói rằng T3, T4 và cái dạng vận chuyển của nó TBG, TBPA, TBA đấy là kho dự trữ hormone tuyến giáp của cơ thể. Đấy là về cái hormone tuyến giáp. Cái vai trò của nó thì lưu ý các bạn là gì? Hormone tuyến giáp là một hormone thì các bạn tác dụng toàn thân. Và trước khi đi vào tác dụng của hormone tuyến giáp thì bạn lưu ý là gì? Cái việc thoái hóa của hormone tuyến giáp thì chủ yếu nó sẽ được đào thải qua gì ạ? Qua ruột, nó qua theo đường mật xuống ruột chứ nó không được gì ạ? Đào thải vào máu đâu, nó được đào thải chủ yếu ruột. Và sau khi đi qua ruột thì nó sẽ được tái hấp thu một phần vào trở lại cơ thể và nó gọi là chu trình ruột gan. Và tái hấp thu thì bao giờ nó cũng trở về gan và chu trình ruột gan của hormone tuyến giáp. Về thoái hóa này, các bạn lưu ý này. Lớp mình nhìn kỹ cho tôi cái sơ đồ này. Thoái hóa thì các bạn lưu ý là gì ạ? Có thể là gì ạ? T3, T4 sẽ thoái hóa thành T3. Và sau đấy thì gì? T3 nó thoái hóa tiếp thành gì? 3,33 phẩy diiodotironin. Và đây chính là cái sản phẩm sẽ thủy phân theo đường mật qua ruột. Hoặc là T3 nó cũng thoái hóa trực tiếp thành cái này. Như các bạn nhìn tôi cái sơ đồ ngang. Đó, các bạn lưu ý này, trong cơ thể mình còn có một chu trình nữa. Trong quá trình hoạt động, nếu như có sự rối loạn về những cái mô cơ quan tế bào tuyến giáp thì các bạn lưu ý đến cái việc mà gì ạ? Reverse triiodotironin, nếu như tạm dịch ra tiếng Việt thì gọi đấy là T3 chuyển. Và như vậy thì gì các bạn, trong quá trình hoạt động bình thường thì lưu ý các bạn là gì ạ? Thì là gì các bạn lưu ý hộ cô là gì ạ? Vẫn có thể tạo ra T3 chuyển. Và T3 chuyển nếu như các bạn quen dùng cự như là hàng phách các bạn ạ. Hàng thật của mình là đây, hàng thật của mình là gì ạ? Triiodotironin, hàng phách của mình là gì? Reverse triiodotironin. Thì lưu ý các bạn là gì? Cái hàng này thì làm sao các bạn? Nó chỉ khác thì thôi, nếu như mà đây là gì? 3 3,5 phẩy gắn iốt thì đây là gì? 3 5 và 3 phẩy gắn iốt. Và cái này thì hoàn toàn không có tác dụng gì. Và người ta thấy rằng gì, rõ ràng là bệnh nhân này thì làm sao các bạn, nồng độ T4 thì bình thường, quá trình sản sinh thì bình thường, nhưng cái giá trị T3 thì nó lại thấp và T3 này mới là tác dụng là chính. Và như vậy thì gì, khi mà nồng độ T3 thấp, T4 bình thường, tất cả những cái hormone TSH, TRH của các tuyến trên bình thường nhưng mà tác dụng thấp thì bạn phải lưu ý xét nghiệm T3 chuyển. Nhưng cái T3 chuyển gần đây thì người ta mới đưa vào cái gì các bạn, mới đưa vào để định lượng thôi. Sau này các bạn đi chuyên sâu mấy năm nữa thì năm thứ tư thứ năm các bạn sẽ nhớ cái từ T3 chuyển nhé. Tại sao? Hoặc là khi các bạn có đọc sách thấy từ T3 chuyển tại sao ta lại dùng như vậy? T3 chuyển có nghĩa là T3 phách ạ, và nó không phải là T3. Nó chỉ chuyển vị trí gắn iốt thôi. Đấy. Còn đương nhiên T4 nó có hai cách thoái hóa. Thứ nhất có thể cách thoái hóa thành T3 hoặc là T3 chuyển. Nhưng quá trình bình thường thì nó đều chuyển thành gì? 3 phẩy đi iodotironin. Nhưng cái quá trình chuyển này này xảy ra cả trong quá trình hormone vẫn giai đoạn hoạt động, cho nên nó sẽ làm giảm chức năng hormone tuyến giáp. Nó một chút về cái T3 chuyển này cho các bạn biết để sau này mình nghe mà không bị nhầm. Nó về thoái hóa hormone tuyến giáp. Và đương nhiên các bạn nhớ này, hormone tuyến giáp có bốn tác dụng chính, tôi đã ghi ở trên bảng. Và cái tác dụng chủ yếu đấy là gì? Tăng chuyển hóa cơ bản. Đáng ra cái này phải ghi lên đầu tiên này, và cái này phải ghi lên đầu tiên thì mới đúng, chuyển những cái tác dụng sau xuống. Tuy nhiên thì các bạn nhớ là gì? Đích đến của hormone tuyến giáp là toàn bộ các tế bào của cơ thể trừ não và tinh hoàn, nhưng là ở người trưởng thành thôi. Chứ còn chưa trưởng thành thì não và tinh hoàn vẫn hoàn toàn chịu ảnh hưởng hormone tuyến giáp. Và đương nhiên nếu như có sự bất thường hormone tuyến giáp thì ngay từ khi trong bụng mẹ em bé đã bị ảnh hưởng rồi. Và làm sao các bạn, nó làm cho trẻ chậm lớn và đần độn đấy ạ. Nhưng đến với người trưởng thành rồi thì làm sao các bạn, thì hormone tuyến giáp nó tác dụng toàn thân trừ não và tinh hoàn người trưởng thành. Và như vậy thì gì, đối với hormone tuyến giáp thì bạn lưu ý này, khi mà nó hoạt động rồi thì điều hòa chủ yếu của nó như cô vừa nói đấy là gì ạ, là cái feedback ngược lại. Nhưng một cái hormone sinh dục nữ nó lại có tác dụng đối với hormone tuyến giáp là estrogen, nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động hormone tuyến giáp. Cho nên một bệnh lý bất thường hormone tuyến giáp là bệnh bajedo, chủ yếu là gặp ở đâu ạ? Gặp ở nữ giới, chứ không phải gặp ở nam giới đâu nhá. Vì nữ giới mới có hormone estrogen đấy, lưu ý các bạn như vậy. Đấy là về hormone tuyến giáp. Và tại sao bệnh bajedo sau này các bạn gặp chủ yếu đấy là nữ giới? Đấy là về hormone tuyến giáp, bạn lưu ý cho cô. Một số cái phần tôi nhấn mạnh có nghĩa là nó sẽ nằm trong những câu hỏi kiểm tra các bạn đấy ạ.
Nhớ nhóm hormone steroid thì các bạn nhớ cho cô là gì ạ? Hormone của vỏ thượng thận, hormone sinh dục nữ hoặc hormone sinh dục nam. Nhưng lưu ý, các bạn nhớ cho cô này, hormone vỏ thượng thận lại có 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là hormone gì ạ? Chuyển hóa muối nước. Gồm có gì ạ? 21 carbon. Và nhớ cho cô công thức của tên tên gọi hormone chuyển hóa muối nước là aldosterone, vì cái hormone này nó liên quan đến việc tái hấp thu nước ở ống lượn xa. Nhóm thứ hai là hormone chuyển hóa đường gồm có cortisol, cortisone và corticosterone. Các bạn nhớ đọc tên này, cortisol, cortisone, corticosterone, nhớ đánh vần như cô giáo đọc để tránh nhầm ạ. Vâng, chẳng hạn như cortisol, cortisone mà các bạn cứ đọc cortisone giống nhau là nó sẽ bị sai, ta sẽ hiểu nhầm, vì tác dụng của mỗi cái chất để là khác nhau. Và đặc điểm của nhóm này ngoài việc chuyển hóa đường còn có tác dụng chống viêm, nên nó được dùng trong các thuốc chống viêm. Nhóm thứ ba các bạn lưu ý là gì ạ? Vâng, có là hormone sinh dục. Tuy nhiên thì tác dụng của nhóm này thì yếu hơn hormone sinh dục nam, yếu hơn hormone sinh dục nam, và nó chỉ ảnh hưởng đến nhóm hormone sinh dục nam thôi, chứ nó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến nữ giới. Bạn nhớ chưa? Hormone sinh dục nam của nhóm này đại diện cho nhóm này đấy là androstenedrione. Tuy nhiên androstenedrione đấy nó lại tác dụng thấp hơn testosterone rất nhiều lần. Và hormone sinh dục nam trong cơ thể chủ yếu đấy là testosterone của viện hormone viện sinh dục nam được sản sinh ra thì sao các bạn? Từ viện từ tế bào kẽ Lady của tinh hoàn. Đấy các bạn lưu ý như vậy. Nên là về hormone sinh dục, hormone dẫn xuất từ steroid thì có hai nhóm hormone vỏ thượng thận và hormone sinh dục nam, các bạn lưu ý cho cô như vậy. Còn đối với hormone sinh dục nữ thì bạn nhớ cho tôi tên của hai hormone estrogen và progesterone. Vâng. Và hai hormone này thì nó là gì ạ? Sự bài tiết của nó tùy thuộc vào thời kỳ phát triển của nang trứng. Giai đoạn nang bài tiết estrogen và giai đoạn hoàng thể bài tiết estrogen và progesterone, các bạn nhớ cho cô. Và estrogen thì có 18 carbon và progesterone thì có 21 carbon. Nhưng mà nếu như các bạn đi sản ấy ạ, thì khi mà xét nghiệm nhóm hormone sinh dục nữ thì người ta không chỉ xét nghiệm hai nhóm hormone này đâu, người ta xét nghiệm năm hormone đại diện của hormone sinh dục nữ, estrogen và progesterone đấy là hormone sinh dục nữ chính. Còn ngoài ra người ta xét nghiệm gì prolactin, rồi là gì FSH, LH là liên quan đến thời kỳ gì nuôi con rồi bào thai rụng trứng vân vân. Đấy còn hormone sinh dục nữ kể tên thì chỉ kể là gì thôi ạ? Estrogen và progesterone thôi. Như vậy đối với bài hormone thì các bạn lưu ý hộ tôi là về gì? Phân loại theo cấu tạo hóa học, phân loại theo cơ chế tác dụng, vâng, và đặc biệt là gì các bạn, vai trò của gì ạ, vai trò của nhóm gì, hormone tuyến giáp, hormone tủy thượng thận và hormone gì các bạn, hormone tuyến tụy. Tuyến tụy thì nhớ cho cô là gì, vai trò của gì, insulin. Với tuyến giáp thì nhớ cho cô là gì ạ, các giai đoạn chính để tổng hợp và cái dẫn xuất của nó là gì, tyrosine. Và nhớ quá trình thoái hóa của hormone tuyến giáp, và một cái việc mà điện thoái hóa thì T4 nó sẽ chuyển thành T3 và một T3 chuyển, thì hai con đường đấy đều dẫn đến cái sản phẩm cuối cùng của nó. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp bình thường do sự rối loạn hormone tuyến giáp nó sẽ tạo ra T3 chuyển, hay nói cách khác T3 chuyển chính là gì, T3 giả. Mặc dù nó cũng là T3, nó cũng mang ba iốt đấy nhưng nó không hề có tác dụng. Và khi mà bệnh nhân bị rối loạn hormone tuyến giáp thì bao giờ người ta cũng xét nghiệm gì, TSH, T3, T4 và hai cái lượng rất là nhỏ thôi, free T3, free T4, nghĩa là nó có khả năng gì di chuyển trong máu, có tác dụng giống hệt hormone tuyến giáp. Vâng, đấy là về hormone tuyến giáp. Còn nhóm hormone tủy thượng thận thì nhớ tôi cách gọi tên, tác dụng của nó và nhớ một số cái enzyme then chốt trong phản ứng metin hóa nonalanin thành gì, adenylanin. Đấy là về một số cái loại mà tôi vừa lưu ý như vậy. À, phần này mình có hỏi gì không ạ? Phần này mình có hỏi gì không ạ? Vâng, nếu mình không hỏi thì mình nghỉ giải lao. Xong khi mình vào phần sau thì mình cần thì mình lại hỏi tiếp. Vâng, các bạn nghỉ giải lao một chút đi ạ. Gặp ở nữa nhưng mà hôm qua em còn nói chuyện với bạn em thì bạn em là nam và bị bazodo và đang điều Thường trị. thường gặp chứ không có phải là không không gặp ở nam mà. Nghe chữ thường chưa? Nhưng mà Sợ. đúng là nó là do là
rối loạn của estrogen thì thực ra như này không phải là rối loạn estrogen, sự có mặt của estrogen nó sẽ làm cho những bệnh nhân đã bị rối loạn tuyến giáp rồi nó sẽ nặng hơn, bạn hiểu ý của nó chưa? Nó sẽ liên quan đến làm thêm cái rối loạn hormone tuyến giáp, cho nên là bệnh bajedo thường gặp ở nữ chứ không phải cứ có bajedo là phải có cái rối loạn estrogen. Đây người bị rối loạn thì có bị bajedo đâu, em hiểu ý của nó chưa? Vâng. Cái tỷ lệ bajedo hay gặp ở nữ giới vì sao? Vì nó liên quan đến gì ạ? Cái hormone estrogen của nữ giới, nhưng điều đấy không có nghĩa là nam giới không bị mắc. Điều đấy không có nghĩa là không có estrogen thì không bị mắc bajedo. Vì bajedo bản chất nó là do hỏng của tuyến giáp mà. Và tuyến giáp đấy nó lại có sự điều khiển của đâu? Của tuyến yên, nó có điều khiển từ đâu các bạn? Từ vùng dưới đồi đấy ạ. Và thứ hai là gì ạ? Trong tuyến giáp đấy nó có những cái tế bào bất thường ạ. Tế bào bất thường nó bị ngay từ cái bản sinh, cái gen của mình sinh ra là nó bất thường rồi, bất thường mặt tế bào. Cho nên nó sẽ ung thư là gì ạ? Nó tuyến giáp là bajedo, nó một dạng ung thư tuyến giáp ạ. Nó sẽ là một cái sự tăng sinh vô hoạt độ của tế bào tuyến giáp, và tăng sinh vô hoạt độ đấy nó sẽ làm rối loạn hàng loạt những cái nồng độ hormone của tuyến giáp đấy, bạn hiểu chưa? Tức là ung thư vú đấy ạ, hay gặp của nữ giới, nhưng đâu điều đâu có nghĩa là không gặp ở nam giới. Nam giới vẫn có ung thư vú đấy ạ, nhưng với một tỷ lệ rất là thấp thôi. Nhưng mà nếu như mà tuyến giáp của nữ giới đã bị rối loạn rồi thì sự có mặt của estrogen nó lại làm cho cái sự rối loạn đấy nó trầm trọng hơn. Vâng. Đấy, nhá em nhá. Đấy là hỗ trợ thôi, nó không phải là nguyên nhân. Cứ suy nghĩ đi ạ, xong nghỉ về nào đi, có gì cần thì mình sẽ trao đổi tiếp. Tuy nhiên thì những cái bệnh lý mà liên quan đến hormone ạ, sau này các bạn đi làm ạ thì rất hay gặp. Đặc biệt như là các bạn lưu ý như cô nói rồi, là chẳng hạn như là bệnh bajedo thì cô chỉ dùng từ là hay gặp ở nam nữ giới thôi. Thì nếu như mà có rối loạn với hormone tuyến giáp với sự có mặt của hormone của nữ là estrogen thì nó lại làm càng liên quan đến quá trình gì ạ? Sản xuất ra hormone tuyến giáp, hoặc là ức chế, hoặc là kìm hạ, hoặc là kích thích, và như vậy thì lại gây rối loạn hơn. Nhưng không có nghĩa là mình không học ở nam giới, vì bệnh đây là bệnh của tuyến giáp, còn cái estrogen nó chỉ có tác dụng vì hỗ trợ. Cho nên là gì ạ? Những cái người mà bị bệnh về tuyến giáp, đặc biệt là bajedo, thì hay gặp ở nữ giới với lý do như vậy. Nếu như do những cái rối loạn ban đầu từ tuyến giáp và cộng thêm với hormone estrogen sinh dục nữ, nó sẽ làm tăng cường cái bệnh lý nó nặng hơn. Và kể là gì ạ? Nó cũng dễ là một cái nguyên nhân để mà phát bệnh hơn đối với nam giới. Và cũng như là ung thư vú đấy ạ. Bình thường thì hay gặp nữ giới nhưng nam giới cũng có. Và thông thường nam giới bị thì cũng hay bị nặng hơn là nữ giới. Đấy, những cái bệnh mà những người thông thường hay mắc, một cái phía hay mắc, thì khi người ta mắc thì nó có rất là nhiều giai đoạn, cái việc điều trị nó cũng dễ dàng hơn. Nhưng đối với những cái người mà ít mắc thì khi mắc thì thường rất là hay bị nặng. Ví dụ như sau này các bạn lưu ý đây có bệnh ung thư đại trực tràng các bạn ạ. Nếu như mà cái tuổi mà mắc ung thư đại trực tràng mà cao tuổi, thì có những người mà 55, 60 tuổi người ta mới mắc thì người ta có thể sống thêm được 10 đến 15 năm. Nhưng tuổi trẻ mà bị ung thư đại trực tràng thì cái thời gian sống rất là ngắn, vì đa phần là thể ác tính đấy ạ. Đấy là ví dụ các bạn như vậy. Nghĩa là lứa tuổi hay gặp là như thế này, nhưng cái lứa tuổi khác vẫn cứ gặp, và các lứa tuổi khác gặp thì thường thường là ác tính hơn lứa tuổi hay gặp, mặc dù ung thư đấy là ác tính rồi. Đấy các bạn lưu ý nhá. Đấy là về một số cái bệnh lý liên quan đến bài hormone. Vâng, bây giờ mình sẽ sang bài thứ hai của ngày hôm nay, đấy là sự trao đổi muối nước và các chất vô cơ. Bài này thì cũng ngắn và đơn giản thôi. Cái phần quan trọng của bài này sẽ tập trung vào cái mục tiêu thứ hai và thứ ba, và đặc biệt là mục tiêu thứ hai, và trình bày được sự vận chuyển nước giữa trong ngoài thành mạch, giữa trong và ngoài tế bào. Thì hầu như toàn bộ mục tiêu thứ hai này đều có trong các câu hỏi thi trắc nghiệm các bạn đấy ạ. Còn trình bày sự điều hòa trao đổi muối nước, trình bày được các rối loạn nước và điện giải trong cơ thể và các thông số đánh giá thì cái phần đấy thì câu hỏi rất là ít. Còn trong cái mục tiêu thứ nhất, trình bày được vai trò sự phân bố các chất vô cơ trong cơ thể, thì chủ yếu tập trung vào vai trò của một số muối quan trọng. Đấy là gì? Natri, kali, clo, canxi và bicarbonate. Đấy là năm cái muối quan trọng. Còn những phần khác thì mình đọc để tham khảo. Bây giờ mình sẽ đi vào từng nội dung một. Về nước thì các bạn lưu ý là gì ạ? Cấu tạo và đặc tính của nước thì nước có hai dạng. Nước tự do thay đổi theo chế độ ăn. Cái thứ hai là nước kết hợp.
Đề nghị là lớp mình bạn là các bạn tắt bếp đi ạ. Theo đúng danh sách thì rất là đầy đủ, toàn những bạn có đầy đủ tên mới đang vào trong lớp nhưng vẫn có tiếng mic ở ngoài. Đề nghị hai bạn lớp trưởng ạ, chỉ mỗi tôi xem có người lạ vào lớp mình không. Âu Thái Minh này, Bùi Thị Thu Trang này, Dương Minh Trung này, Đỗ Minh Châu này, Hà Anh Duy này, Hà Khánh Vi này. Nhưng hôm trước Khánh Vi cũng có người lạ vào cái Khánh Vi mà cô giáo không phát hiện ra được đấy. Khánh Vi đấy lại là bạn đúc từ 2401, bạn Hà Khánh Vi. Hà Khánh Vi có ở trong lớp không? Vâng. Rồi, nhìn thấy Hà Khánh Vi rồi ạ. Vâng. Hoàng Anh Tú này, Hồ Xuân Trung này, bạn An Ly này, bạn Vani Đăng này, khóa 24 này, bạn Lê Anh Tuấn khóa 24 này, Lê Minh Tiến này, 25, Lê Thị Tường Vân, Lê Việt Long, một loạt các bạn. Thế này, trong cơ thể mình thì có hai loại nước, nước tự do và nước kết hợp, và quan trọng đấy là nước kết hợp. Nước kết hợp thì nó chủ yếu là gì ạ? Nước hydrat hóa và nước bị giam cầm. Thì nước hydrat hóa đấy là những cái nước mà tham gia trong các phản ứng thủy phân hoặc là những phản ứng có sự tham gia của phân tử nước, người ta gọi là nước hydrat hóa. Và phần thứ hai là nước bị giam cầm, nằm trong khoảng giữa các phân tử và các hạt nhỏ, tạo nên một mạng lưới gel và làm cho các gel có trạng thái nửa rắn. Và điều này thì nó tạo cho mình có một cấu trúc nhất định và rất quan trọng đối với cơ thể sống. Và các bạn lưu ý là gì ạ? Cái tỷ lệ nước so với trọng lượng cơ thể thì nó chiếm trung bình từ 40-75% và nó phụ thuộc vào giới, tuổi, tình trạng và cơ thể. Thì thông thường thì bạn lưu ý là gì ạ? Cái việc mà nước đấy ạ thì là giảm ở những người già và những người béo phì. Vâng, cho nên béo không phải là giữ nước đâu ạ. Và những người béo thì cái tỷ lệ nước so với trọng lượng cơ thể lại còn ít hơn. Đấy là béo do mỡ đấy ạ, chứ không phải béo do nước ạ. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý là đối với trẻ con ấy, thì cái tỷ lệ nước trên cân nặng rất là quan trọng. Vì trẻ sơ sinh khi mà mới ra thì có những lúc mà cái lượng nước so với trọng lượng cơ thể lên đến tận 90%. Và sau đấy thì nó giảm xuống 80%. Và sau một tuần thì giảm còn khoảng 60%. Và người trưởng thành như mình bây giờ là từ 55-65% trọng lượng cơ thể. Và phân bố không đều các mô nước thì ở trong các mô liên kết hay các dịch liên kết thì khá là nhiều. Hay là dịch gian bào chiếm khá là nhiều và nó chiếm đến 60-80% và mô ít nhất, nước ít nhất đấy là mô mỡ, và mô mỡ thì rất là ít nước. Và trong cơ thể thì nước lại chia ra làm hai khu vực, trong tế bào là 55%, ngoài tế bào là 45%. Ngoài tế bào thì nó chia ra chủ yếu các vị huyết tương, bạch huyết, dịch gian bào, ở trong các dịch sinh học, trong các xương sụn và trong các mô liên kết. Đấy là về các khu vực. Tuy nhiên các con số này thì mình không cần phải nhớ, mình chỉ cần nhớ cái gì ạ? Cái phần trăm chung của lượng nước của cơ thể. Vâng. Và đối với các bác sĩ lâm sàng mình phải cần nhớ gì? Mình phải cần nhớ là gì ạ? Cái nhu cầu nước trên 1 kg cân nặng, có nghĩa là người ta thấy rằng gì ạ? Trung bình một ngày thì với một người bình thường mình phải nhập từ khoảng 1.1-1.2 lít nước. Tại sao? Tí mình sẽ sang cái bi lăng nước để giải thích. Nhưng lưu ý các bạn là gì ạ? Nếu như tính trên kg cân nặng là cần phải 35g nước trên 1 kg cân nặng. Có nghĩa là khi bệnh nhân bị mất nước mà phải tính cái cân nặng và quyết định chuyển nước cho người ta. Vì nếu như chuyển nhiều thì nó sẽ tạo nên gánh nặng cho tim, và chuyển ít thì nó sẽ không đủ. Nhưng đối với trẻ con ạ, trẻ con thì nó khát hay nó mất nước nó không hề biết kêu. Và cái này thì rất quan trọng. Và cái nhu cầu nước trên 1 kg cân nặng đối với trẻ con gấp 3 lần người lớn, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Có nghĩa là trong tháng đầu tiên và 1-2 tháng tiếp theo đấy, tôi không nhớ chính xác gì, nó chia mấy tháng là tháng sơ sinh, thông thường như chỉ 1 tháng nữa. Thì cái nhu cầu nước trên 1 kg cân nặng là gấp 4 lần. Vâng. Ví dụ tôi lấy ví dụ là gì? Một em bé tháng 1 thì sau khi nuôi 1 tháng có thể nặng đến 5 cân đúng không ạ? Nếu như em bé đẻ ra là hơn 3 cân, gần 4 cân. Thì các bạn thấy rằng gì ạ? Nếu như mà bị cần nước thì là gì ạ? Nó cần là 140g nước trên 1 kg cân nặng, đồng nghĩa với việc là một ngày nó cần 700g nước. Nhưng với một người lớn bình thường là 50 cân thì một ngày chỉ cần 1.750g nước thôi. Đấy, mình nhân lên theo cái bảng này, bảng này là chính xác đấy ạ. Cái lượng nước cần trên 1 kg cân nặng đấy là ta đã nghiên cứu và chính xác rồi. Và như vậy thì cân nặng thì nặng hơn gấp 10 lần.
nhưng mà lượng nước chỉ làm sao các bạn, chỉ hơn khoảng 2,5 lần đấy. Và như vậy thì mình tính được như vậy thì mình mới tính được lượng nước bù vào khi người ta bị mất nước. Và các bạn thấy rằng việc nước qua đường uống là 1.200 ml nước, thì người ta tính đây, nước qua mồ hôi và hơi thở là 1.100, đúng không ạ? Vâng. Và chính cái lượng nước này là mình cần phải uống vào đấy ạ. Cần phải uống vào để bù đủ cái phần qua này. Còn nước trong thức ăn, nước từ quá trình chuyển hóa là 1.400 thì tương đương với nước tiểu, nhưng cái lượng nước uống vào là tương đương với việc thường xuyên bị thải ra rất nhanh qua mồ hôi và qua hơi thở, qua phân. Qua phân thì cố định rồi, nhưng các bạn nhớ rằng vì qua mồ hôi và qua hơi thở, nếu như mùa đông thì làm sao các bạn, qua hơi thở nhiều hơn, mùa hè thì qua gì, qua mồ hôi nhiều hơn. Và như vậy thì sự thay đổi cái nhiệt độ bên ngoài nó sẽ tác động đến gì, nước qua mồ hôi và hơi thở. Và chính vì như vậy mình phải luôn luôn uống từ 1.1 lít đến 1.2 lít nước để bù đủ cái lượng nước qua mồ hôi, qua hơi thở và qua phân. Còn là trong thức ăn, trong chuyển hóa thì mình có thể di du, còn chuyển hóa thì đương nhiên nó cố định rồi. Còn trong thức ăn thì có thể là gì, ăn nhiều ăn ít, nhưng bắt buộc tối thiểu một người bình thường ngày phải uống 1.200 nước để bù cái nước qua ba cái vị trí này. Và người ta thấy rằng gì ạ, tổng lượng nước nhập bằng nước xuất, có nghĩa là nhập vào bao nhiêu xuất ra bấy nhiêu. Nhập mà nhiều hơn xuất thì bệnh nhân sẽ bị gì ạ, phù, mà xuất nhiều hơn nhập thì bệnh nhân sẽ bị mất nước. Đấy là bi lăng của nước đối với cơ thể. Về vai trò, nước kết hợp đóng vai trò quan trọng nhất. Nó tham gia trong các phản ứng hóa sinh, các bạn học rồi. Tất cả các phản ứng đều xảy ra trong môi trường nước, hoặc là những phản ứng cần phân tử nước, hoặc những phản ứng loại bỏ phân tử nước. Và người ta nói rằng nó là môi trường cho tất cả các phản ứng chuyển hóa của cơ thể. Và đương nhiên phải có nước thì mình mới có khả năng hòa tan các chất dinh dưỡng. Điều này rất dễ hiểu, đúng không ạ? Máu của mình là 80% là nước và 20% còn lại đấy là các chất dinh dưỡng. Và nếu như không có nước thì làm sao mà nó có thể vận chuyển được các chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể, hoặc là đào thải các sản phẩm cặn bã ra bên ngoài. Đấy là vai trò đầu tiên, là cái nước đấy là nước kết hợp, đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra thì tham gia điều hòa thân nhiệt, điều này các bạn đều biết, cái sự ra mồ hôi hay là nước qua hơi thở. Thì đây chính là cái việc mà trong những lúc nóng thì ra mồ hôi, những lúc lạnh thì các bạn nói thì hơi nước nó bốc hơi qua cái đường mà cái giọng nói của mình, đúng không ạ? Vâng. Và chính nhờ nước được dẫn truyền rất nhanh trong cơ thể, cho nên là gì ạ, nó có vai trò điều hòa thân nhiệt và đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ví dụ là cái gì ạ, nếu như mình bị lạnh quá, đúng không các bạn, mình phải uống một cốc nước ấm, đúng không ạ? Hoặc là khi mà mình thấy nóng thì mình sẽ uống một cốc nước gì mát. Và như vậy các bạn thấy rằng vì cơ thể mình sẽ gì, đỡ nóng hoặc là đỡ bị lạnh đi rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy là tham gia điều hòa thân nhiệt, cái này cũng dễ dàng nhận thấy. Và tham gia bảo vệ các cơ quan, điều này cũng rất dễ hiểu. Nếu như những người già hoặc là những người bị bệnh khớp, dính khớp, khô bao khớp, thì người ta thấy rằng cái dịch khớp đấy nó vô cùng ít. Nhưng để nó đủ thì đương nhiên phải có nước thì nó mới hòa tan được các thành phần trong dịch khớp. Và nước cũng tham gia bảo vệ cơ thể thông qua các dịch sinh học, hay là dịch màng tim, dịch não tủy, dịch màng phổi, vân vân, phải có nước thì nó mới tạo ra các dịch, và các dịch đấy giúp cho khớp cử động dễ dàng, giúp cho hai cái lớp màng ngoài, màng trong tim nó trượt lên dễ dàng, giúp cho hai lớp màng phổi hoạt động dễ dàng, và giúp cho các cơ quan này dễ hoạt động hơn. Cái vai trò cuối cùng là tham gia tạo áp suất của các dịch sinh học. Vì không có nước thì không có khả năng hòa tan các chất. Nó không có khả năng hòa tan các chất thì tại các đấy không có những cái áp suất do các dịch sinh học tạo ra bởi nồng độ các chất hòa tan trong cái dịch đấy. Và như vậy, đấy là bốn vai trò chính của nước. Giờ mình sang các chất muối vô cơ. Nếu như nước mà chiếm từ 55 đến 65% trọng lượng cơ thể của người trưởng thành, thì chất vô cơ chỉ chiếm từ 4 đến 5% trọng lượng cơ thể thôi, và phân bố thì không đều. Bằng nước thì đã không đều rồi, nhưng chất vô cơ thì lại càng không đều. Tuy nhiên thì không một mô cơ quan nào trong cơ thể mình là không có muối vô cơ. Thế các bạn, muối vô cơ mà có trong tất cả các cơ quan mình là muối nào đây các bạn? Bạn kể tên muối đấy cho cô xem nào. Và các bạn, muối nào mà muối tế bào nào, cơ quan nào cũng có nào. Natri với kali ạ? Không phải ạ. Thế em bị nhầm ạ? Không, nhầm là chuyện bình thường thôi mà, cứ nói đi ạ, cứ mạnh dạn nói đi ạ. Vâng. Đó, nhầm là chuyện bình thường ạ, chưa có gì đâu ạ.
Thế màng tế bào cấu tạo như thế nào? Màng tế bào là gì? Hai lớp phospholipid đúng không ạ? Vâng. Hai cái chữ từ phospho chả vâng. Như vậy là gì ạ? Muối có trong tất cả các thành phần tế bào và muối quan trọng nhất là muối phosphat. Muối phosphat còn tạo nên gì? Adenosine triphosphat, biphosphat, monophosphat. Vâng, và nếu như thiếu phosphat thì cơ thể mình mất hẳn một cái nguyên liệu để tổng hợp ATP. Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Vâng. Và như vậy thì gì, nó có trong tất cả các thành phần của tế bào chứ khác nước. Nước có những mô hoàn toàn là không có một tí nước nào đâu, nhưng mà muối thì không phải như vậy, nó cứ có tế bào là có muối. Tuy nhiên thì phân bố không đều như các bạn vừa nói rồi. Natri kali thì có nhiều ở dịch ngoài tế bào, da và tổ chức dưới da. Và xương, trong xương thì có nhiều nhất là canxi, trong đến magie và phosphat, ba cái chất này chuyên môn đi cùng nhau. Nhưng lưu ý này, canxi, magie, phosphat thì luôn luôn ở dưới dạng muối phức hợp, cho nên ta mới nói rằng gì, nhưng mà quá nhiều rối loạn canxi, magie, phosphon sẽ gây nên sỏi đấy, sỏi thận, sỏi gan, vâng, vân vân đấy, nó quá nhiều cái dạng muối đấy. À, rồi là gì ạ? Dịch trong tế bào thì chứa rất nhiều kali, phosphat và magie. Tuyến giáp thì chứa rất là nhiều iốt, các bạn vừa học rồi đúng không ạ? Không có iốt thì làm sao tổng hợp được hormone tuyến giáp. À, dịch dạ dày thì có rất nhiều acid chloric, vì không có nó thì làm sao mà dịch dạ dày pH dạ dày acid được. Còn dịch tụy chứa rất nhiều bicarbonate, điều này rất phù hợp vì những enzyme hoạt động ở tụy thì đều trong môi trường kiềm, và bicarbonate nó mang tính chất kiềm, và như vậy thì chứa rất nhiều bicarbonate. Vâng. Tuy nhiên thì gì ạ? Các muối thì được chia ra làm ba nhóm lớn. Thứ nhất là gì ạ? Nhóm số lượng lớn. Thì các bạn lưu ý, nhóm số lượng lớn đồng nghĩa với việc định lượng, xác lượng của nó, xác định lượng của nó có trong cơ thể vô cùng dễ dàng. Và trong cái nhóm đầu tiên đấy thì natri kali clo, sau này sẽ làm cái xét nghiệm đầu tay đối với các bạn, ta gọi là các chất điện giải. Và nó đều liên quan đến tình trạng mất nước hoặc là giữ nước hoặc là tình trạng sốt hoặc là bất cứ một cái gì liên quan đến thể tích, thể dịch ở trong cơ thể. Nó đều ảnh hưởng đến nồng độ của ba chất này. Và sự thay đổi nồng độ ba chất này nó sẽ liên quan đến một cái áp suất vô cùng quan trọng, tạo nên rất nhiều hoạt động ở trong cơ thể, đấy là áp suất thẩm thấu. Thì mình sẽ học kỹ vấn đề này. Ngoài ra thì canxi, phospho, magie nó cũng là một số lượng lớn. Tuy nhiên thì khi nó lưu thông ở trong máu, nó lại cần chất vận chuyển. Cho nên là khi mà gan ấy ạ, bệnh nhân bị thay đổi, khi mà nồng độ các protein vận chuyển nó bị thay đổi thì nó cũng ảnh hưởng đến nồng độ các chất này ở trong máu. Còn nó chủ yếu là nằm đâu các bạn? Xương và bên trong tế bào. Nhóm thứ hai đấy là các nguyên tố vi lượng, thì đương nhiên sự định lượng của nó rất khó khăn mà vai trò của nó thì người ta cũng không biết nhiều. Trong những này thì chủ yếu người ta nghiên cứu về vai trò của iốt và kẽm nè. Iốt thì là một hormone tuyến giáp, còn kẽm thì cần cho sự phát triển của những tế bào thần kinh mà tăng cường hệ miễn dịch. Còn những chất khác như brom, đồng, coban thì đa phần người ta mới biết cái tác hại, tác dụng độc hại của nó, nhưng mà trong cơ thể nó không thể gây độc hại được vì nó có một lượng rất rất nhỏ từ các phần phản ứng của cơ thể tạo ra. Và siêu vi lượng thì hầu như là tạm chẳng biết là có bao nhiêu gọi là siêu vi lượng và chẳng ai định lượng được. Nhưng mà người ta cứ nói là có chrome, silic và titan, nhưng thực sự là tôi cũng chưa bao giờ biết là nơi nào định lượng những cái chất này. Vâng. Nhưng mà các nhà khoa học nghiên cứu thì với những phương pháp đặc biệt người ta đã nghiên cứu, và như vậy thì gì? Chủ yếu mình quan tâm đến nhóm 1 và một vài cái thành phần của nhóm 2. Còn phần còn lại thì thôi, thì sau này dành cho các bạn nghiên cứu về sau. Vâng. Và như tôi nói rồi, hòa tan được đấy là natri, kali và clo, còn lại canxi, phospho, magie và tất cả những cái muối còn lại thì gì ạ? Khi lưu thông trong máu nó cần phải những chất vận chuyển, và đa phần các phân tử protein sẽ vận chuyển nó, đấy là về hàm lượng sự phân bố nước ở trong cơ thể. Cái lớp lưu ý này, vâng, một số bạn lại bị ao ra, tôi đang mời vào rồi đấy nhưng chưa thấy ngồi ở phòng chờ. Thì nếu các bạn vào được phòng chờ thì tôi sẽ mời các bạn đi vào ạ, nên cứ yên tâm ạ, tôi chưa thấy các bạn ở phòng chờ ạ. Vâng. Bây giờ mình sẽ đi vai trò của từng muối. Phần này các bạn lưu ý là mình cũng cần phải nhớ đấy ạ, vâng, vai trò của từng muối.
Thứ nhất là vai trò của Nari, còn vai trò của chung thì các bạn đọc là vai trò chung của mối vô cơ để bạn đọc. Thì cái phần đấy nó sẽ không có trong câu hỏi đâu. Nhưng mà vai trò của từng mối riêng biệt thì mình sẽ có trong câu hỏi, thì mình sẽ đi nghiên cứu kỹ vai trò của từng chất mối. Riêng là Nari. Cái câu hỏi này làm câu hỏi các bạn rất hay nhầm. Ngày xưa khi người ta thi người ta nói là rằng gì? Em hãy trình bày vai trò các mối vô cơ trong cơ thể. Thế là mình cứ trình bày vai trò chung, trong khi thì mình đi từng chi tiết của các mối rồi ạ, thì các bạn không nói. Và cái đấy khi quá trình tôi giảng, tôi rất hay giảng cái bài này, tôi đều nói là như vậy, nhưng không hiểu các bạn không nghe hay là các bạn không muốn nghe. Vâng, thì các bạn đều bỏ qua cái vai trò chi tiết của từng mối. Nhưng ngày hôm nay thì tôi lại bỏ qua cái vai trò chung. Nhưng mà cái vai trò đấy thì các bạn đọc nhé. Nó không có nằm trong các câu hỏi thi trắc nghiệm, nhưng nó sẽ có trong những câu hỏi lựa chọn. Vâng. Và để cho các bạn biết là việc lựa chọn thì tất nhiên những câu hỏi đấy là những câu mà các bạn không lựa chọn. Nhưng các bạn không lựa chọn nhưng mà phải biết nó đóng một cái gọi là như là một cái đại cương chung khi nói đến vai trò của từng chất. Vâng. Thế ạ. Bây giờ mình sẽ đi vào vai trò của ion natri. Natri thì các bạn nhớ cho là cation chính của dịch ngoài tế bào. Nồng độ natri trong máu là 136 đến 145 millimol trên lít. Ngoài ra thì nó còn có một đơn vị nữa, đấy là equivalent. Thì các bạn nhớ là gì? Natri đấy là hóa trị 1. Thì khi mà đổi từ mol sang equivalent thì bằng nhau. Nhưng các bạn nhớ là canxi đấy là hóa trị 2. Thì nếu như mà 2,5 millimol canxi thì khi đổi sang equivalent vì là hóa trị 2 thì nhân với 2 thì lại 5 equivalent. Bạn nhớ trong lúc đổi nhé, có tránh bị nhầm lẫn đấy. À, nhỏ hơn 136 đấy là gì? Giảm. Và lớn hơn 145 đấy là tăng. Tuy nhiên thì sẽ các bạn đi lâm sàng dưới 120, trên 160 thì lúc đấy cơ thể mình mới bị rối loạn về cái sự thiếu hụt hay là tăng quá mức của natri. Và các bạn phải lưu ý là gì? Để mình gọi gì ạ? Mình có một sự liên hệ với kali. Kali thì bạn nhớ cho là gì ạ? Chỉ dưới 3,5 và trên 5 đấy là cái quãng tham chiếu bình thường thì đã bị ảnh hưởng rồi. Tại sao thì mình sẽ học, nhưng mà nhớ ạ. Như vậy là gì ạ? Natri là gì? Cái khoảng dao động từ 136 đến 145 đấy là bình thường. Vâng. Và có một sự vai trò trong sự phân bố nước và tạo nên áp suất thẩm thấu của gì ạ? Của huyết tương. Và natri thì còn duy trì cân bằng axit bazơ vì sự tái hấp thu natri ở ống lượn xa thì nó liên quan đến việc đào thải ion H cộng, cho nên nó có khả năng duy trì cân bằng axit bazơ. Tuy nhiên cái vai trò này của nó cũng không nhiều bằng các ion khác. Nó có vai trò trong kích thích thần kinh cơ, nhưng vai trò này cũng không nhiều bằng ion kali. Và nhu cầu natri là từ 100 đến 200 mmol trong một ngày và được hấp thu qua ruột non. Và cơ quan điều hòa chính đấy là natri. Tuy nhiên để điều hòa được nó sẽ thông qua một loạt các hormone, đặc biệt là aldosterone và hormone ADH. Cái thể tích tuần hoàn máu cũng liên quan đến gì ạ? Cái vai trò của natri thì liên quan đến chức năng lọc của thận. Và sang đến bài hóa sinh thận và nước tiểu thì mình sẽ học. Và đấy là về cái diện natri. Cái ion thứ hai, mối thứ hai mình học đấy là kali. Thì các bạn nhớ là gì ạ? Nếu như natri là gì ạ? Cation chính của dịch ngoài tế bào thì kali là cation chính ở dịch trong tế bào. Như bạn nhìn này, trong tế bào chiếm đến 98% nhưng ngoài chỉ có 2% thôi. Và có một sự chênh lệch vô cùng lớn. Và gì ạ? Cái sự chênh lệch này được tạo nên do một sự vận chuyển tích cực cần năng lượng hay nhờ cái bơm natri kali acetate ở trên màng tế bào. Vâng. Và vai trò của kali đấy là gì ạ? Đóng rất nhiều vai trò quan trọng trong điều hòa hoạt động sống của tế bào. Cũng giống như natri, nó cũng có vai trò trong kích thích thần kinh cơ. Tuy nhiên thì gì? Cái khả năng kích thích thần kinh cơ của kali là chính, còn natri nó chỉ liên quan đến việc tạo áp suất thẩm thấu, liên quan đến việc giữ nước và đào thải nước thôi. Nhưng nó cũng có vai trò kích thích thần kinh cơ vì các muối thì đều liên quan đến hoạt động của các vị đường dẫn truyền thần kinh. Và nếu như mà gì các bạn, natri có vai trò cân bằng axit bazơ thì liên quan đến việc trao đổi giữa natri và gì H cộng. Nhưng kali còn có vai trò quan trọng hơn là có vai trò điều hòa nồng độ ion H cộng. Vâng, nó gì ạ? Khi mà kali được bài tiết thì H cộng nó cũng được tăng cường bài tiết, ngoài cái việc là điều hòa chung là cơ thể mình ở ống lượn xa luôn luôn đào thải ion H cộng. Và người ta thấy rằng việc sự chênh lệch một sự nồng độ quá lớn giữa trong và ngoài tế bào, đây là một điều kiện vô cùng cần thiết để cho hoạt động chức năng thần kinh và đặc biệt là liên quan đến hoạt động của các cơ. Và sự tăng giảm nồng độ kali trong huyết thanh sẽ gây rối loạn liệt cơ hoặc là loạn nhịp tim. Vì làm sao ạ?
Tim cũng là gì? Cơ vân. Và loạn nhịp, và nó co cứng cơ thì đương nhiên tim sẽ loạn nhịp rồi. Và bạn nhớ là gì? Cái khoảng tham chiếu của nó là từ 3,5 đến 5 thôi, cho nên dưới 3 là rất hạ rồi, và cấp cứu trên 5 cũng là trong tình trạng cấp cứu rồi. Đấy là vai trò của kali, các bạn nhớ cho. Ion của lo thì đấy là anion chính, là tích điện âm ở dịch ngoài tế bào của cơ thể. Vâng. Và bình thường thì nồng độ trong máu là 99 đến 109 mmol. Nó duy trì cân bằng thể dịch, duy trì áp suất thẩm thấu ngoài tế bào và trung hòa điện. Sự thay đổi nồng độ ion clo luôn luôn tỷ lệ với lượng natri và lượng nước của cơ thể. Và sự thay đổi của natri và clo luôn luôn liên quan chặt chẽ với nhau và liên quan đến cân bằng axit base ở cơ thể. Và chuyển hóa clo liên quan chặt chẽ với natri thì nó kết hợp chặt chẽ với natri. Tuy nhiên bạn nhìn này, natri cái giá trị của nó là 136 đến 145, nhưng kali nó chỉ là 99 đến 109 thôi. Vâng, một vấn đề đặt ra ở đây là tại sao lại có một sự chênh lệch, tất nhiên là nhỏ thôi ạ, giữa nồng độ kali và gì? Natri. Người ta thấy rằng vì cái ion kali này, ngoài cái việc mà lưu thông ở trong máu thì nó còn có một cái qua trao đổi nữa giữa kali và bicarbonate. Và cái sự trao đổi này thì liên quan đến sự chuyển hóa của tế bào hồng cầu. Bạn nhớ rằng là hồng cầu là một tế bào chuyển hóa rất là mạnh vì nó chứa rất là nhiều chức năng của cơ thể, đặc biệt là vận chuyển oxy. Và trong quá trình chuyển hóa như vậy thì nó luôn luôn sản sinh ra gì? CO2, và CO2 sẽ kết hợp với nước ở trong tế bào tạo ra gì? H2CO3. Và H2CO3 nó là một axit yếu, nó luôn luôn phân ly thành gì? H cộng HCO3 trừ. Vì sao các bạn học bài thăng bằng axit base với cô Ngọc thì bạn thấy rằng gì ạ? Cái H cộng thì nó sẽ theo phân tử hemoglobin trở về phổi. Còn bicarbonate thì nó sẽ là dạng vận chuyển chính của CO2, nó sẽ lọt từ hồng cầu vào máu. Và như vậy thì gì? Cái sự mà gì? Các ion âm ở trong tế bào hồng cầu nó sẽ bị thiếu hoặc là không có cân bằng về nồng độ giữa các ion tích điện âm và dương giữa trong tế bào hồng cầu và môi trường. Và như vậy ta thấy rằng gì? Cứ một phân tử bicarbonate đi ra ngoài thì bicarbonate tích điện âm thì nó sẽ chuyển một phân tử clo ở huyết tương vào để tạo ra một thế cân bằng điện tích giữa các anion và cation ở trong tế bào hồng cầu để ổn định sự hoạt động của tế bào hồng cầu. Và như vậy thì có lẽ chăng thì nồng độ ion clo nó luôn luôn thấp hơn so với nồng độ ion natri. Và cái hiện tượng này ta gọi là hiện tượng gì? Clo shift. Và ta thấy rằng gì ạ? Ion H cộng thì được đệm bởi đệm hemoglobin, hay nói cách khác thì đệm hemoglobin thì đệm quan trọng của tế bào hồng cầu. Còn ion bicarbonate trong hồng cầu sẽ trở nên cao hơn trong huyết tương và nó phải khuếch tán ra bên ngoài để cân bằng về nồng độ bicarbonate và để duy trì cân bằng điện giải của clo. Thì khi mình trong bên trong giữa trong hồng cầu và ngoài huyết tương thì clo nó sẽ đi vào, và quá trình đổi chỗ này được gọi là clo shift, là hiện tượng clo shift duy trì cân bằng anion và cation. Và khi có sự bất thường về hiện tượng này nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng của tế bào hồng cầu. Đấy, bạn lưu ý về cái này để khi người ta nói clo shift thì mình phải hiểu cái clo shift là cái clo gì, đúng không ạ? Cái vai trò của ion clo. Còn tất nhiên cái cơ chế vận chuyển ra ra vào vào này phức tạp lắm ạ. Thì cái đấy thì mình để đến năm thứ 6, là khi mình có học phần hóa sinh lâm sàng. Học phần đấy là học phần tự chọn. Nếu như bạn nào yêu thích học phần này, đăng ký học phần này thì mình sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Là vai trò ion clo nó còn tạo ra vì khoảng trống anion gap sự xác định nồng độ ion clo nó có liên quan đến sự mất trong cái trường hợp nào, điều kiện nào, vân vân. Nó cũng rất là rắc rối chứ không phải chỉ đơn giản như vài cái dòng mà cô đang giảng cho các bạn đâu. Nhưng cô giảng cho các bạn để muốn giới thiệu là thế nào là hiện tượng clo shift, và đấy là chính là một cái làm việc nồng độ ion clo. Mặc dù người ta nói rằng nó luôn liên kết với natri, nhưng làm sao các bạn, nồng độ nó luôn luôn thấp hơn natri. Và việc cung cấp và điều hòa clo đấy là gì ạ? Bằng con đường ăn cũng giống như các muối khác, được hấp thu qua ruột, và quá dư thừa được bài xuất ra nước tiểu và mồ hôi. Khi quá nhiều mồ hôi thì hormone aldosterone, hormone chuyển hóa muối nước của vỏ thượng thận sẽ được bài tiết tăng lên và tác động lên gì ạ? Tuyến mồ hôi để bảo tồn lượng natri và clo ở cơ thể. Vì hai cái muối này là gì ạ? Chủ yếu ở huyết tương nên rất quan trọng đối với điều hòa áp suất thẩm thấu ở ngoài môi trường. Đấy là việc cung cấp và điều hòa. Ion thứ tư đấy là bicarbonate. Thì bicarbonate tích điện âm mà nó chỉ đứng sau clo thôi, hay nói cách khác là anion nhiều thứ hai của dịch ngoài tế bào.
và thành phần chính vận chuyển CO2 trong huyết tương. Và bicarbonate chỉ liên quan đến tình trạng thăng bằng axit bazơ của cơ thể. Bạn nhớ nhá. Nói đến thăng bằng axit bazơ là người ta nói đến nồng độ pH trong máu. Nhưng mà khi mà nhiễm axit hay là nhiễm bazơ thì hoàn toàn không phải là nhiễm axit thì tăng đào thải H cộng. Nhiễm bazơ nghĩa là kìa mà tôi phải giữ lại H cộng, tôi không đào thải nữa để cho việc pH nó trở về bình thường. Không phải như vậy, bạn nhớ nhá. Cái việc mà đào thải ông H cộng hoàn toàn không liên quan gì đến tình trạng nhiễm axit hay là nhiễm bazơ ở cơ thể. Vâng. Và H cộng là một cái gì? Ion duy nhất luôn luôn được đào thải qua thận. Thận không bao giờ tái hấp thu H cộng mà cũng không bao giờ ngừng đào thải H cộng. Đào thải rất là bền bỉ bằng cách trao đổi với natri ở tế bào ống lượn xa, đấy là bắt buộc, luôn luôn bắt buộc. Nhưng mà gì ạ? Nếu như mà có sự rối loạn về thăng bằng axit bazơ thì nó sẽ liên quan đến bicarbonate. Nói cách nôm na là gì ạ? Thông thường bicarbonate sẽ được tái hấp thu khoảng 80%, nhưng có lúc nó sẽ lên đến 100% nếu như cơ thể bị nhiễm axit. Và vì bicarbonate nó mang tính chất kiềm cho nên làm sao các bạn? Nó sẽ tăng cường tái hấp thu để tạo cái ổn định về gì? Độ pH máu. Nhưng nếu như mà cơ thể nhiễm kiềm thì nó lại tăng cường đào thải bicarbonate, cho nên là bicarbonate rất quan trọng. Nó sẽ liên quan đến tình trạng thăng bằng axit bazơ ở cơ thể. Sau này các bạn làm hồi sức cấp cứu đó, thì việc đo nồng độ bicarbonate trong máu luôn luôn được đặt ra, luôn luôn có một cái máy đo luôn luôn ở đầu giường các bệnh nhân nằm ở hồi sức cấp cứu đấy ạ, rất quan trọng. Những bệnh nhân COVID ấy, các bạn thấy gì dây dựa lằng nhằng một cái máy ở đầu ấy ạ? Được không các bạn? Đấy là đều liên quan đến gì các bạn? Để đo, và ba cái nồng độ ta hay đo là phân nát, CO2, pH máu và bicarbonate để ta điều chỉnh kịp thời để tránh những cái phản ứng bất thường ở trong cơ thể. Hồi xưa các bạn đã đóng cửa thì nhà tôi hàng xóm đang sửa nhà, nhà ổn quá. Nhà chật chội lại đông người và nhà để làm lâu rồi nó không có cửa cách âm nên hơi bị ồn, hàng xóm ta đang sửa. Các bạn nhớ ion thứ 5 mà tôi muốn các bạn quan tâm là canxi. Vâng. Canxi thì chủ yếu ở trong xương đấy ạ, và nồng độ canxi trong máu thì cao hơn từ 5 đến 10.000 lần so với tế bào cơ tim và cơ trơn. Và trong máu thì nó có canxi tự do khoảng 45%, và kết hợp với protein vận chuyển đấy là gì ạ? 40%. Và 15 canxi thì sẽ kết hợp với các anion khác như bicarbonate, citrate, phosphate và lactate. Các bạn nhớ này, cái canxi mà nhập vào xương ấy, đấy chính là canxi ion hóa hay canxi tự do. Đấy ạ. Còn canxi mà kết hợp với protein, đặc biệt là albumin, nó đóng vai trò chức năng khác. Nên sự thay đổi nồng độ của albumin nó cũng ảnh hưởng đến sự vận chuyển canxi kết hợp với protein. Đấy là về canxi. Về vai trò của can phosphat thì bạn lưu ý là gì ạ? Có nhiều trong tế bào sống, như cô nói rồi, không một tế bào nào là không có phosphat. Nó có trong thành phần của một cái chất di truyền đặc biệt của cơ thể, đấy là các acid nucleic ADN, ARN. Cấu tạo của enzyme pyridoxan phosphat của enzyme vô cùng quan trọng trong quá trình trao đổi amin, các bạn đã học rồi. Rồi nó chính là nguồn để mà tạo nên các hợp chất hữu cơ giàu năng lượng như là ATP. ATP đấy là gì? Adenosine triphosphate. CTP đấy là gì? Guanine triphosphate. Creatine phosphate đấy là gì? Một cái sản phẩm do gan tổng hợp nên. Và cái liên kết creatine phosphate đấy là liên kết dầu năng lượng. Và liên kết dầu năng lượng mình đã học ở bài gì? Năng lượng sinh học rồi đúng không ạ? Và creatine phosphate đấy nó làm sao các em? Nó sẽ gì ạ? Nó sẽ di chuyển gì ạ? Ở trong máu đến cơ, và tại đây nó sẽ chặt gốc phosphate. Và creatine sẽ được thoái hóa thành creatinine, và creatinine được đào thải qua thận. Và đấy là một trong những cái chất chỉ điểm để đánh giá chức năng thận rất quan trọng. 2,3-diphosphoglycerol là một cái sản phẩm nằm trong tế bào hồng cầu, liên quan đến việc gắn hemoglobin, oxy của hemoglobin. Vâng, và sự thiếu hụt phosphat nó sẽ làm cạn kiệt cái nguồn năng lượng dự trữ cơ thể là ATP, và đặc biệt liên quan đến nồng độ 2,3-DPG. Và nó sẽ liên quan đến việc gắn oxy trên phân tử hemoglobin, và những cái đấy các bạn biết rồi. Không, nếu như mà tế bào thiếu oxy hoặc là mình không thở được thì trong vài phút có thể chết. Và đấy, đấy là về vai trò của phosphat. Như vậy bạn nhớ nhá, với cái muối này thì tất cả những cái mà tôi gạch đầu dòng đều có thể là những câu hỏi.
trong cái câu hỏi trắc nghiệm thi của các bạn. Vâng, đấy các bạn nhớ cho như vậy. Và nhớ là gì ạ? Phải học đặc biệt là gì? Natri, kali, clo, canxi. Còn phốt phát thì có lẽ là cũng không có mấy câu hỏi đâu. Nhưng bicarbonate thì sang đến bài thăng bằng acid base, mình sẽ được học kỹ hơn về vai trò của cái chất này. Là xong cái mục tiêu thứ nhất. Vâng. Nhưng mà cái phần chủ yếu sẽ nằm trong những cái chức năng riêng biệt của từng cái ion này. Đấy là tiêu tôi vừa giảng. Rồi sang cái phần thứ ba, các yếu tố quyết định sự vận chuyển và phân bố nước ở trong cơ thể. Thì có hai yếu tố chính. Hai yếu tố chính nhé, chứ không phải là chỉ có hai yếu tố ạ. Chính đấy là áp suất thẩm thấu và áp lực thủy tĩnh. Thì áp suất thẩm thấu được định nghĩa là gì? Áp suất thẩm thấu của dịch được tạo nên do các chất hòa tan trong các dịch. Và như vậy, tất cả những chất hòa tan trong các dịch đều có khả năng tạo ra áp suất thẩm thấu. Nhưng mà liên quan đến sự vận chuyển và phân bố nước thì chủ yếu, đấy là gì? Áp suất thẩm thấu được tạo nên bởi nồng độ các chất muối. Hay người ta nói cách khác là nồng độ các chất điện giải. Tại sao lại như vậy? Các thầy ta thấy rằng gì ạ? Các chất điện giải như natri, kali, clo, ion phốt phát thì dù nhiều hay dù ít, nhưng nếu như ở trong hay ngoài tế bào thì nó đều có khả năng hòa tan. Và có khả năng hòa tan như vậy thì nơi nào có nhiều nó thì nơi đấy áp suất thẩm thấu nó sẽ tăng. Vâng. Và sự và gì ạ? Bình thường thì luôn luôn có một sự chênh lệch về áp suất thẩm thấu giữa trong và ngoài tế bào, giữa khu vực này với khu vực khác. Sự chênh lệch của áp suất thẩm thấu đấy là gì ạ? Liên quan đến nồng độ các chất điện giải. Vì nồng độ các chất điện giải luôn luôn mất cân đối giữa trong và ngoài tế bào, giữa khu vực này với khu vực khác. Và lưu ý các bạn là gì ạ? Sự mất cân đối này là hoàn toàn là sinh lý ạ. Vâng, và khi mình phá vỡ sự mất cân đối đấy thì đấy mới là bệnh lý. Đấy các bạn nhớ cho. Và chính cái sự mất cân đối sinh lý này thì nó mới quyết định sự vận chuyển và phân bố nước ở trong cơ thể. Thế tại sao hai nhóm chất thứ hai đấy là gì ạ? Các chất hữu cơ phân tử lượng nhỏ như đường, như ure, như acid amin, nó lại vậy cũng có khả năng hòa tan nhưng nó lại không liên quan đến áp suất thẩm thấu. Vì người ta thấy rằng thì đường, ure, acid amin nó lại liên quan đến những chất hữu cơ mà được chuyển hóa, khi các bạn ăn vào các bạn chuyển hóa. Và người ta thấy rằng vì trong một cái thời điểm nào đấy thôi thì nó sẽ mất cân đối. Vậy khi các bạn vừa ăn nhiều thịt, bạn nhiều ăn nhiều thức ăn chứa acid amin, bạn ăn nhiều thức ăn chứa đường, hoặc là trong quá trình chuyển hóa liên quan đến những chất này thì nó sẽ tăng tạm thời. Nhưng vì nó là chất hữu cơ phân tử lượng nhỏ cho nên nó rất dễ vận chuyển qua màng tế bào, rất dễ di chuyển giữa khu vực này với khu vực kia, và nó chỉ gì ạ? Tăng hay giảm ở giữa các khu vực thoáng qua thôi, còn thông thường là nồng độ nó ở các khu vực là bằng nhau. Và bằng nhau thì đương nhiên cái áp suất thẩm thấu được quyết định bởi nhóm chất này như nhau. Vâng, vì nó bằng nhau mà, cho nên nó chả có gì sự thay đổi cả. Dù hai cái cân bên nào các bạn đặt một cân, dù là một cân cam hay là một cân đường, thì đương nhiên cái cân đấy vẫn cân bằng vì là một cân nó giống hệt nhau ạ. Vâng, và như vậy ta nói rằng áp suất thẩm thấu do chúng tạo trong các khu vực được xem là như nhau. Một cái thứ ba đấy là gì các bạn? Là phân tử protein. Nhưng cái áp suất thẩm thấu do protein được tạo ra đấy là gọi là áp suất keo. Tại sao lại như vậy? Tí nữa mình sẽ học cái yếu tố thứ ba do áp suất keo, đấy là cân bằng Donald. Thế nào là cân bằng Donald thì mình sẽ học. Nhưng bạn lưu ý này, trong ba chất hòa tan đấy thì chỉ có một sự mất cân đối về nồng độ các chất điện giải. Nhưng sự mất cân đối đấy là sự mất cân đối sinh lý. Mất cân đối sinh lý như vậy cho nên nó luôn luôn tạo ra áp suất thẩm thấu khác biệt giữa các mô cơ quan. Và chính là nó gì ạ? Tạo ra cái yếu tố quyết định sự phân bố nước, vận chuyển nước. Vì nơi nào áp suất thẩm thấu cao thì nơi đấy sẽ giữ nước và kéo nước. Và nơi nào áp suất thẩm thấu cao, nước sẽ đi vào để làm giảm áp suất thẩm thấu và môi trường trở nên đảm trương để duy trì hoạt động sống của tế bào. Và đương nhiên, nếu như trong điều kiện cơ thể bình thường thì là gì ạ? Áp suất thẩm thấu luôn luôn có một sự chênh lệch giữa khu vực này với khu vực kia, cho nên cái lượng nước đi vào các khu vực đấy dù là nhiều hơn những khu vực khác, tuy nhiên đấy là một cái cân bằng sinh lý. Và đã là cân bằng sinh lý thì làm sao các bạn, thì nó lại đẳng trương ở cái khu vực đấy và làm cho địa cơ thì mình hoàn toàn hoạt động bình thường. Đấy, đấy là về vai trò áp suất thẩm thấu. Một cái yếu tố thứ hai đây là gì? Áp lực thủy tĩnh. Thì áp lực thủy tĩnh thì được tạo ra do lực ép của nước vào màng tế bào hay do áp lực của dòng máu ép vào thành mạch. Và áp lực thủy tĩnh có tác dụng đẩy nước, trái ngược với gì? Áp lực thẩm thấu là giữ, áp lực thủy tĩnh lại là đẩy. Và khu vực nào có áp lực thủy tĩnh cao, nước sẽ từ khu vực đấy đi ra.
Vâng, đấy là về cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba chính là cái áp lực keo. Áp lực keo thì được tạo nên bởi các phân tử protein và chủ yếu là liên quan đến sự vận chuyển các muối gắn trên phân tử protein đấy. Vâng, hoặc là những muối mà bị trong quá trình chuyển hóa phải gắn trên các phân tử protein đấy. Và cái áp suất keo này thì được thực hiện thông qua cái thí nghiệm, người ta gọi là thí nghiệm Donan. Và chính cái ông này, ông ấy tìm ra một cái cân bằng giữa các vùng trong cơ thể, và cái cân bằng đấy nó gọi là cân bằng Donan, và liên quan đến áp suất keo là liên quan đến các protein vận chuyển. Thì ông này ông chỉ làm rất đơn giản thôi các bạn ạ. Ông lấy một cái đột bình ngăn nhau bằng màng bán thấm. Màng bán thấm bản chất của nó giống hệt màng tế bào, nghĩa là chỉ trong một chiều đi thôi ạ. Vâng. Và ông ấy đổ vào mỗi nửa bình các muối natri clorua và natri botinat riêng biệt. Và các muối này cũng có nồng độ khác nhau, tương ứng với hai nồng độ A và B. Thì ông thấy rằng gì? Trong ngày mai ông đo lại thì ông thấy rằng gì? Nước và các ion natri clor qua lại dễ dàng. Tuy nhiên thì gì ạ? Bên nào chứa nhiều vịa natri botinat thì không thể qua được. Có nghĩa là thí dụ tôi đổ vào bình A một cái lượng natri botinat nhất định thì ngày mai tôi đo ở các bình A vẫn có gì đúng cái lượng đấy, nhưng cái thay đổi đấy là nồng độ natri clor, những chất qua màng dễ dàng. Vì sao? Vì gì ạ? Cái natri botinat không thể qua được màng tế bào do kích thước phân tử lớn, và cái áp lực mà tạo nên bởi các botinat đấy người ta gọi là áp lực keo. Và phải qua đêm thì cái cân bằng về điện tích mới được thiết lập, và cái trạng thái cân bằng này gọi là cân bằng Donan. Cân bằng Donan có nghĩa là gì ạ? Tổng điện tích ion dương bằng tổng điện tích ion âm ở mỗi phía của màng. Nghĩa là phải vận chuyển để làm sao ạ? Bên A thì cái ion dương cũng bằng ion âm, và bên B cũng tương tự như vậy. Và người ta thấy rằng gì? Ở trạng thái cân bằng Donan này thì bên nào mà chứa nhiều ion protinat cao hơn thì bên đấy áp suất thẩm thấu cao hơn. Và sự chênh lệch áp suất thẩm thấu này người ta gọi là áp lực keo, và cái ion khuếch tán được tạo ra gọi là áp suất keo. Và đương nhiên thì đối với áp suất keo nó có liên quan đến phân bố nước không? Có. Nhưng cái áp suất keo này luôn luôn được tạo ra ở các mô. Sau này các bạn học về những bệnh lý về gan, về tim, cái sự phù ở gan và tim đấy hoàn toàn liên quan đến áp lực keo, sự thiếu hụt của gì? Protein. Vâng, chứ nó không phải là liên quan đến sự thiếu hụt các ion natri, kali, clor đâu ạ. Ở cái phần này thì mình chỉ nhớ thôi. Như vậy là gì các bạn? Trong điều kiện bình thường, quyết định sự vận chuyển và phân bố nước trong cơ thể giữa khu vực này với khu vực kia chỉ có hai yếu tố rất quan trọng thôi. Đấy là gì? Áp suất thẩm thấu và áp lực thủy tĩnh. Áp suất thẩm thấu thì có tác dụng gì? Giữ nước và kéo nước. Áp lực thủy tĩnh thì gì? Có tác dụng đẩy nước ra bên ngoài. Và bây giờ mình sẽ đi phần đầu tiên. Sự trao đổi nước giữa các chất và các khu vực gian bào. Và đây là những cái đầu dòng của ví dụ một cái sơ đồ để giải thích cái sự trao đổi nước giữa chất huyết tương và dịch gian bào đấy. Bạn nhìn sơ đồ này. Vâng. Sơ đồ này theo các bạn dương 7 âm 8 là người ta tính như nào? MDM là mao động mạch, MTM là mao tĩnh mạch, còn là mao mạch trung gian. Thế các bạn dương 7 hay âm 8 nó tính như nào? Cái 7 với 8 mình lấy từ đâu ra? Bạn nào trả lời cho cô câu hỏi đấy đi ạ? Bạn nào biết ạ? Dương 7 và âm 8 từ đâu ra? Động mạch tĩnh mạch ạ? Sao em? Đâu? Đây em nhìn này, trong lòng mạch đúng không? Đây là mao động mạch, đây là mao tĩnh mạch. Đúng không ạ? Đây là mao động mạch, đây là mao tĩnh mạch. Máu động mạch thì gì em? Là mang chất bổ đi ra, đi nuôi cơ thể. Máu tĩnh mạch thì làm sao các bạn? Là mang chất cặn bã trở về, đúng không ạ? Vâng. Và ta thấy rằng gì ạ? Sự trao đổi hoàn toàn diễn ra ở mao động mạch và mao tĩnh mạch thôi. Và mao mạch trung gian là nối giữa mao động mạch và mao tĩnh mạch. Các bạn nhìn này, áp suất thẩm thấu ở ba khu vực như nhau. Nhưng cái bản chất của những chất tạo nên áp suất thẩm thấu là khác nhau, đúng không ạ? Vâng. Nồng độ các chất khác nhau, nhưng cái gì thay đổi đây? Huyết áp hay áp lực thủy tĩnh? Vâng, nó thay đổi. Và người ta thấy rằng gì? Mao mạch trung gian nó đóng một vai trò như là bình vôi ấy. Và người ta thấy rằng sự chênh lệch huyết áp hay là gì, áp lực thủy tĩnh giữa mao động mạch và mao tĩnh mạch, mao mạch trung gian nó dương, và như vậy nó sẽ đẩy nước ra.
Nhưng giữa mao tĩnh mạch và mao mạch chúng ta nó sẽ âm, cho nên nó sẽ gì hút nước vào, đẩy ra thì đương nhiên nó sẽ đi theo các chất điện giải, và hút vào thì gì nó cũng mang theo các chất cặn bã. Và chính vì như vậy, trong điều kiện cơ thể bình thường thì yếu tố quyết định sự vận chuyển và phân bố nước chính là gì các bạn? Là áp lực tụy tĩnh, hay chính là cái huyết áp đấy. Và đương nhiên bệnh nhân mà huyết áp tụt thì làm sao? Sẽ chỉ có chết thôi, sao mà trao đổi nước muối được? Và đương nhiên không trao đổi được thì làm sao? Dẫn đến hàng loạt các rối loạn trong cơ thể. Nhưng còn huyết áp cao ạ? Huyết áp cao thì nó lại bị những bệnh khác. Bởi vì nó huyết áp cao thì nó làm tăng cường tim mạch. Huyết áp cao thì làm sao các bạn? Nó lại cũng liên quan đến tim mạch. Vì là huyết áp cao là cái lực tim nó co bóp quá mức. Mà tim mà co bóp quá mức thì gì các bạn? Nó sẽ phình động mạch, nó sẽ vỡ động mạch, đúng không ạ? Còn huyết áp tụt thì làm sao? Nó sẽ xỉu đi, đúng không ạ? Cái gì cũng chết ạ. Nó là cái bình thường ạ, hiểu chưa? Đúng không ạ? Nhưng mà các bạn lưu ý là gì? Huyết áp cao thì đôi khi làm sao các bạn? Nó còn dễ hạ hơn là gì? Huyết áp tụt ạ. Huyết áp tụt mà các bạn nâng lên khó lắm ạ. Cũng như là gì? Và tăng đường huyết thì làm sao? Tăng đường huyết làm sao các bạn? Thì nó sẽ làm sao ạ? Đó sẽ làm cho mình cũng có thể bị hôn mê. Nhưng mà hạ đường huyết nó cũng có thể bị gì? Bị hôn mê. Vì tăng đường huyết thì không bỗng dưng mà gì bị tăng. Hoặc là tăng huyết áp cao nó phải tăng từ từ. Nhưng mà một cái lý do nào đấy làm cho tụt bèo phát là đi thì làm sao? Thì cái khả năng bệnh nhân sống nó sẽ làm sao? Nó sẽ bị gì ạ? Ít hơn là cái tường tăng đấy. Tăng thì không bao giờ, chẳng có một nguyên nhân gì mà làm các bạn tăng vèo phát lên tận mấy trăm. Cũng chẳng có nguyên nhân gì làm cho các bạn tăng vèo một cái là đường máu lên đến mấy chục milimol. Nhưng mà hạ thì có đấy. Hạ đang bình thường có thể tụt vèo đi ạ. Vâng, ví dụ mất máu đột ngột, đúng không ạ? Hoặc những cái việc mổ chảy máu và mình bác sĩ không lường được. Người ta không truyền kịp máu. Các bạn không truyền máu được, các bạn không dự trù máu được, các bạn không truyền dịch đúng. Đấy ạ, thì bạn sẽ làm cho gì? Cái lượng nước lưu thông trong cơ thể nó thấp mà tụt huyết áp. Ví dụ thế, hoặc là hạ đường huyết mà mình uống không đúng cách sẽ tụt, thì cái hạ trong một số bệnh thì hạ còn nguy hiểm hơn là tăng đấy ạ. Vâng. Còn đương nhiên bình thường vẫn là tốt nhất, không nên để tăng và chẳng nên để hạ, đúng không ạ? Vâng. Nên nhớ nhá, trong điều kiện cơ thể bình thường như bạn ạ thì huyết áp ảnh hưởng rất là nhiều đến sự trao đổi muối nước giữa huyết tương hay là giữa thành mạch và dịch giam bào đấy ạ. Còn đương nhiên bệnh lý thì nhiều cơ chế lắm, thì đã bảo rồi, sang đến năm thứ 6 nếu như yêu thích hóa sinh thì cố gắng xin vào học hóa sinh lâm sàng. Hóa sinh lâm sàng thì rất nhiều bạn thích học nhưng mà sợ thi thì cũng khó, cũng không phải là dễ đâu ạ, thi nó cũng khó phải là dễ đâu. Nhưng mà rất nhiều bạn thích học cho nên là riêng học dạy hóa sinh lâm sàng không bao giờ phải điểm danh. Số lượng lớp có 56 người được thi nhưng mà số lượng học thì luôn luôn là đến 70-80 người, rất nhiều người thích học. Nhưng mà lại rất là buồn là vì em đã bốc vào hóa sinh lâm sàng. Vì vào lớp thì thoải mái mà, các cô cũng cho vào thoải mái. Nhưng các bạn ghi đầy đủ tên lớp, các cô vẫn mời vào luôn ạ. Nhiều bạn nghe các cô càng phấn khởi thôi, có vấn đề gì đâu. Mà thi thì các bạn không muốn thi đâu, vì thực ra cũng khó đấy, cũng không phải là dễ đâu. Như vậy bạn nhớ nhá, tức là giữa trong và ngoài tế bào thì chủ yếu là liên quan đến hai ion thôi, natri và kali. Và cái quá trình vận chuyển qua lại này là vận chuyển tích cực. Tích cực có nghĩa là cần năng lượng. Nếu như không có năng lượng thì không bao giờ có sự vận chuyển. Đấy. Và người ta thấy rằng gì ạ? Muốn vận chuyển gì ạ? 3 natri từ trong ra và 2 kali từ ngoài vào. Phải thủy phân một phân tử ATP. Vâng. Và lưu ý là gì? 25% năng lượng của cơ thể lúc được nghỉ sẽ duy trì hoạt động của bơm này. Có nghĩa là gì? Không vận cơ, không điều nhiệt đấy. Nghĩa là năng lượng dùng cho chuyển hóa cơ bản. Cơ bản là gì ạ? Những hoạt động gì bình thường của gì của cơ thể, tim đập, phổi thì thở, các thứ vân vân thôi, những hoạt động tối thiểu thôi. Nhưng mà cái năng lượng dành cho những hoạt động tối thiểu đấy thì nó dành 25% của tổng năng lượng đấy chỉ để vận chuyển hai ion này thôi. Thì các bạn thấy rằng gì, vai trò của hai ion này là vô cùng quan trọng. Vâng, để nó luôn luôn để duy trì cái sự chênh lệch về nồng độ natri và kali giữa trong và gì và ngoài tế bào, các bạn lưu ý nhé. Đấy là về sự trao đổi. Tất nhiên còn nhiều chất khác nữa, nhưng các bạn nhớ cho là gì ạ? Là hai ion này đóng một vai trò vô cùng quan trọng, vâng, hơn các gì ion khác, các bạn nhớ cho cô nhé. Vâng. Các bạn lưu ý hộ cô. Vâng. Đấy là về sự trao đổi. Và các bạn nhớ này, khi mà người ta nói là gì, những cái chất mà vận chuyển theo cơ chế vận chuyển cực chủ động, có nghĩa là gì các bạn? Những cái cơ chế đấy là hoàn toàn là phải cần năng lượng. Còn thụ động thì gì ạ? Có thể thụ động theo một chất khác đã dùng năng lượng rồi.
hoặc là gì các bạn, là gì ạ? Hoặc thụ động là hoàn toàn do sự chênh lệch về nồng độ. Nhưng đối với natri và kali nó khác với cân bằng Donan. Cân bằng Donan nó tự động di chuyển qua màng để duy trì. Nhưng đây là gì? Nếu những tế bào sinh học đặc biệt thì bắt buộc nó phải cần năng lượng trong quá trình gì vận chuyển. Hai ion này, đấy là về gì? Cái gì ạ? Phân tử về sự vận chuyển hai ion quan trọng nhất của cơ thể là natri và clo. Về điều hòa thì có ba cơ chế, nhất là cơ chế thần kinh hay là cơ chế thể dịch. Là một số cái chất cơ quan, cơ chế thần kinh thì liên quan đến vùng dưới đồi. Và liên quan đến vùng dưới đồi thì đặc biệt là liên quan đến ADH. ADH thì nó được vùng dưới đồi tiết ra sẽ khi mà áp suất thẩm thấu huyết tương tăng. Thì đây là cái yếu tố liên quan đến sự cô đặc của nước tiểu. Sự thiếu hụt ADH nó sẽ gì các bạn? Gây cho gì bệnh nhân bị đài tháo nhạc. Vâng, tuy nhiên thì ADH nó lại đổ vào thùy sau của tuyến yên. Và nó lúc này nó được tính đấy là gì? Nội tiết của thùy sau tuyến yên. Và lúc này nó lại đóng vai trò vì khi nó đổ vào thùy sau của tuyến yên và từ tuyến yên tiết ra đến thận thì nó lại đóng vai trò là gì? Yếu tố thể dịch. Và nó cũng tăng đáy hấp thu nước ở ống thận và cô đặc nước tiểu. Như vậy bạn đừng nhầm nhé. Nếu như mà thể tích tuần hoàn chung bị thay đổi thì nó sẽ làm sao các bạn? Nó sẽ kích thích vùng dưới đồi tiết ra ADH. Thì đấy là thuộc về thần kinh, vì vùng dưới đồi nó thuộc về gì ạ? Hệ thần kinh. Nhưng nó lại được đổ ngay vào thùy sau tuyến yên. Và khi đến thùy sau tuyến yên rồi thì nó sẽ tăng tái hấp thu nước của ống thận và cô đặc nước tiểu. Có nghĩa là bình thường ADH nó luôn luôn liên quan đến việc tái hấp thu nước ống thận và cô đặc nước tiểu. Vâng. Còn việc giảm ADH đương nhiên nó sẽ làm cho sự tái hấp thu nước và cô đặc nước tiểu của thận nó sẽ kém và bệnh nhân sẽ bị đái nhiều và gọi là đái tháo nhạt. Một cái hormone thứ hai nữa đây là aldosterone, đây là hormone của vỏ thượng thận. Thì nó chỉ tác dụng lên phần ống lượn xa thôi nhé, các bạn nhớ nhé. Tác dụng lên phần ống lượn xa của thận thôi, còn ADH là tác dụng chung cả của cái ống thận đấy. Nhưng aldosterone chỉ tác động lên ống lượn xa của thận liên quan đến việc tăng tái hấp thu ion natri ở ống thận. Có nghĩa là gì ạ? Natri được tái hấp thu khoảng 80%. Này học bài tinh thần các bạn sẽ đi kỹ hơn. Nhưng mà 70% là được tái hấp thu ở ống lượn gần theo một cơ chế gì? Tích cực cùng với đường. Vâng, nhưng tích cực thụ động nghĩa là đường thì cần năng lượng. Và đường được tái hấp thu đấy thì sẽ kéo theo natri. Và đương nhiên phải có năng lượng thì mình mới tái hấp thu được đường và natri. Đó là gì ạ? Thụ động tích cực. Nhưng mà ở ống lượn xa thì sự tái hấp thu nốt 10% còn lại thì liên quan đến cân bằng axit bazơ, liên quan đến việc gì cần giữ nước hay không, rồi liên quan đến rất nhiều những cơ chế nước. Và như vậy thì gì ạ? Nó sẽ chịu ảnh hưởng của aldosterone hoặc là những cái rối loạn bệnh lý bất thường của aldosterone, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tái hấp thu này. Và đương nhiên nó không hại hấp thu được natri thì natri sẽ đào thải ra bên ngoài. Mà natri đào thải ra bên ngoài thì nó sẽ làm sao các bạn? Nó cũng gây ra bệnh đái tháo nhạt. Nhưng cái lượng nước tiểu mà do ADH gây lên nó sẽ nhiều hơn là khi bệnh nhân bị đái tháo nhạt do aldosterone. Mình cứ suy nghĩ đi. Cái này mình sẽ giải thích dần trong đến năm mình ra trường. Hoặc sau những năm về sau này mình sẽ làm. Thế thì có hai bệnh lý đều là đái tháo nhạt, nhưng cái nguyên nhân khác nhau thì sẽ đánh giá bằng cái lượng nước tiểu khác nhau. Đấy ạ. Và cái aldosterone nó còn hoạt động, nó còn chịu sự điều khiển của hệ thống nội tiết của thận, renin, angiotensin, aldosterone. Nhưng cái ADH này hoàn toàn là một yếu tố độc lập. Cái sự tăng cái thể tích máu nó sẽ ảnh hưởng đến vùng dưới đồi, sẽ yêu cầu sản sinh ra ADH. Nhưng cái aldosterone này thì cứ bình thường nó sẽ liên quan đến natri, và natri nó liên quan tái hấp thu hay không, nó liên quan đến một loạt các quá trình điều hòa natri nữa. Nhưng mà gì ạ? Nó lại chịu sự ảnh hưởng thêm đến cái gì? Chức năng sinh lý của thận. Nhưng cái ADH này hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng của cái hệ thống sau của thận đâu nhé, các bạn lưu ý nhá. Thế nên là gì? Đều dẫn đến bệnh cảnh là đái tháo nhạt, nhưng mà cái lượng nước tiểu nhân khác nhau, cái nguồn khác nhau. Và đương nhiên nếu như rối loạn vùng dưới đồi thì nó sẽ gì? Ảnh hưởng đến những cái bệnh lý khác, biểu hiện lâm sàng bệnh lý khác. Còn đối với gì ạ? Với cái vùng aldosterone, với việc vỏ thượng thận và cái việc thận thì nó lại có những cái bệnh lý khác, và các bạn lưu ý cho cô như vậy. Vâng. Một cái nữa đấy là gì ạ? ALP. Nếu như bạn nào nghiên cứu kỹ thì hiện nay còn có một cái chất cũng là BNP, đều do tâm nhĩ sản sinh ra. Nhưng cái ALP này thì lại liên quan đến thận, còn BNP lại liên quan đến tế bào thần kinh ạ. Vâng, nó là vì đều là do tâm nhĩ tiết ra. Nhưng cái BNP và ALP đều có tác dụng của đến thận, liên quan đến việc tăng bài tiết natri, nhưng ALP tác dụng mạnh hơn. Nhưng bây giờ thôi mình công nhận đấy là ALP, với sách giáo khoa hiện nay đang viết thế thì mình cứ viết thế, mình cứ đọc như thế đã.
Thực tế thì tâm nhĩ nó còn tiết ra một cái nhóm hormone nữa, đấy là BRP nữa cơ. Và tác dụng của nó thì chủ yếu là thần kinh, nhưng đối với thận thì nó cũng có tác dụng là tăng bài tiết natri, nhưng mà cái khả năng của nó ít hơn, hay là cái tác dụng của nó trên thận thì thấp hơn ANP. Và như vậy thì gì? Sự thay đổi nó sẽ làm giảm tái hấp thu natri ống thận. Và trong điều kiện bình thường thì nó cũng giúp là gì? Tăng diện. Nó cũng giúp liên quan đến diện. Cái việc mà tăng bài tiết natri. Vâng, và nó có tác dụng lợi liệu. Cứ tăng bài tiết natri thì đương nhiên làm sao? Tăng gì bài tiết nước. Như vậy là gì? Điều hòa là một yếu tố chính. Ngoài ra thì gì ạ? Còn có những cơ quan nữa, ví dụ như tiêu hóa, như là gì? Da, như là thận. Vâng, thì đương nhiên thận nó muốn điều hòa được phải thông qua các hormone, cho nên tôi nói là gì các bạn, cơ quan điều hòa chính lý là thận, mà đương nhiên thận hoạt động được ở nhiều các hormone. Vâng, và những hormone cùng với thận thì nó sẽ quyết định gì, sự điều hòa trong bụng. Các bạn tôi biết bị nhầm các bạn ạ, cái này phải là dùng chữ N ngắn nhé, aldosterone chứ không phải là L cao đâu, không phải aldosterone đâu, aldosterone thôi ạ. Vâng, họ lưu ý rằng nhớ lúc làm bài nhớ chữa cho cô, thì cô sẽ chữa ý trong bài giảng. Các bạn in ra các bạn nhớ chữa lại cho cô cái chữ aldosterone đấy ạ. Như vậy là gì ạ? Bài của mình hết ạ. Vâng. Mình có hỏi gì không ạ? Bài này mình có hỏi gì không em? Trao đổi. Vâng. Cô ơi. Ơi. Em hỏi về phần chỗ tuyến giáp, hormone tuyến giáp. Ừ, hỏi đi. Có phải là nếu mà cái về cường giáp ấy, thì cái FSH giảm thì là cường giáp. Cái gì FSH là nếu FSH? À, cái gì nhỉ? TSH. TSH, vâng. Vì tại sao các bạn? Cường giáp thì nó có hai nguyên nhân các bạn ạ. Cường giáp có nghĩa là gì các bạn? Cái nồng độ hormone đúng không? T3, T4. Tăng đúng không ạ? Cường mà. Và nó tăng như vậy thì nó sẽ kích thích cái tuyến... ở cái diện cái vùng dưới đồi ngừng tiếp TSH đúng không? Ngừng tiếp TSH thì nó sẽ đương nhiên TSH nó sẽ bị gì? Giảm. Vâng, cho nên là cường giáp bao giờ tăng xét nghiệm gì? TSH. Vâng, nhưng mà suy giáp thì gì? TSH lại gì? Tăng. À, lại suy giáp tăng. Vâng, cho nên là các bạn lưu ý là ba cái xét nghiệm đầu tay đấy là gì? TSH, T3, T4 hay xét nghiệm. Tuy nhiên thì mình phải nên xét nghiệm free T3, free T4. Vì sao? Vì free T3, free T4 mới là cái chất gì? Lưu thông tự do, và người ta thấy rằng gì, tác dụng nó mạnh hơn là gì T3 và T4 mà gì ạ, bình thường đúng không ạ? Vì những cái gì nó tự do lưu thông thì cái khả năng nó tiếp cận với tế bào làm sao các bạn sẽ nhanh chóng hơn, mặc dù nồng độ rất là thấp, vì hormone bản chất của nó là nồng độ thấp rồi, nhưng mà tác dụng thì vô cùng lớn. Cho nên là người ta sẽ làm thêm gì free T3, free T4. Tuy nhiên thực sự các bạn là gì, mới khoảng 15 năm gần đây người ta mới làm nhiều. Còn trước đây thì vì do cái kỹ thuật của mình nó không hiện đại nữa, việc xét nghiệm free T3, free T4 hết sức là khó khăn. Người ta chủ yếu làm gì các bạn? TSH, T3 và T4 thôi. Vâng. Còn bây giờ thì bệnh lý về gan mật rất là nhiều, thì người ta mà kỹ thuật nó lại tân tiến hơn, cho nên người ta lại hạn chế xét nghiệm gì các bạn? T3 và T4, người ta xét nghiệm gì? Free T3, free T4. Tuy nhiên lúc mà người ta đã xác định được bệnh tuyến giáp rồi, còn trong lúc nghi ngờ thì bắt buộc phải làm gì? TSH, T3, T4, và nếu như không làm được free T4 thì phải làm được free T3, nhớ chưa ạ? Nó còn liên quan đến tiền nữa ạ, nhiều bệnh nhân tạm nghèo lắm nên các bạn nhớ cân nhắc, và mình cũng phải thương bệnh nhân một tí, người nghèo đa phần, những người giàu rất ít, còn những bệnh nhân nào mà người ta giàu hoặc người ta mua bảo hiểm của các công ty mà giá cao, các bạn cứ làm hết cho tôi, cái đấy không phải là lạm dụng xét nghiệm đâu các bạn ạ. Khi mà các bạn có trong tay nhiều cái giá trị thì các bạn sẽ phán đoán bệnh được tốt hơn các bạn ạ. Đấy, bây giờ bệnh lý nó cũng hơi thay đổi, nó không phải như ngày xưa hồi chúng tôi, nó rất là có thể do ăn uống, do những cái tác nhân môi trường gây bệnh nó ít, hoặc là do cái kỹ thuật nó thì các bạn nó không tốt. Chẳng ví dụ như giờ T3 chuyển, ngày xưa khi mà tôi học cái đây 5 năm tôi cũng chưa hề nghe thấy T3 chuyển các bạn ạ, nhưng gần đây thì lại nghe thấy cái đấy. Và như vậy là gì ạ, để mà xét nghiệm thì hiện nay thì cũng rất ít bệnh viện đã xét nghiệm với T3 chuyển đấy, nhưng bây giờ ta đã đặt thành vấn đề rồi đấy ạ. Vì T3 chuyển, trước đây người ta chỉ nghĩ là gì, khi mà nó thoái hóa thì nó mới tạo ra cái T3 chuyển đấy ạ. Như con đường các bạn xem hoặc nó không tuyến giáp. Nhưng bây giờ kể cả là bình thường, T4 nó cũng thành T3 chuyển. Đấy là do rối loạn cái hormone tuyến giáp, và người ta quan tâm đến cái đấy rồi ạ. Chứ không phải nó chỉ là sản phẩm trên con đường thoái hóa đâu.
Thế thì ta chỉ nghĩ là thoái hóa thôi nhưng không phải ạ. Bây giờ việc bình thường là vẫn có. Đấy, ví dụ thế đi các bạn. Có điều kiện thì mình cứ làm hết. Nhưng nếu như mà bệnh nhân nó quá nghèo thì bạn phải cân nhắc thì mới cần đến bác sĩ chứ. Có chỉ cần đến y tá thôi. Chúng tôi cứ cho các bạn y tá vài cái từ xét nghiệm hoặc là cho các bạn kỹ thuật viên chỉ cần cao đẳng của xét nghiệm thôi, các bạn đi chào hàng ạ. Khi các bạn bắt bệnh nhân các bạn xét nghiệm hết, xét nghiệm chi chít từ trên xuống dưới. Vâng. Rất nhiều người đi xét nghiệm, người nhà tôi đi xét nghiệm ở các nơi đó, các bạn kỹ thuật viên đến lấy máu. Xong là xét nghiệm đó 4-5 triệu xong về ôi khỏe lắm, bình thường, nhưng sao bao nhiêu thông số vứt đi, đâu cần đọc đâu. Ừ, nhưng mà thôi không sao ạ. Thừa còn hơn thiếu đúng không các bạn? Hỏi gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Vâng, nếu như không hỏi gì thì mình nghỉ nhá. Rồi, tạm biệt các bạn. Chào cô. Chào cô.